Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 190. Hạ Thiên lười biếng nói, ta làm chuyện gì cũng chỉ vì ta muốn làm mà thôi. Tào Thiền Thiền nhịn không được liền hỏi, thế ban đầu ngươi định làm cái gì? Ta đến đây là để tìm Long Gia Lão Tổ. Hạ Thiên nhếch miệng, tùy ý nói, ta tìm ông ta để lấy một vật. Nếu ông ta không đưa, xử lý ông ta cũng chỉ là chuyện thuận tay mà thôi. Tào Thiền Thiền gật đầu, vậy ta giúp ngươi. Không cần ngươi giúp. Hạ Thiên nói, một kẻ ngu ngốc mà thôi. Chuyện lớn, ta có thể không giúp được nhưng có một số chuyện nhỏ, ta có thể làm mà. Tào Thiền Thiền bỗng nhiên mỉm cười nói với Hạ Thiên, lần trước, sau khi chia tay ngươi, Trương Tỷ Tỷ đã dẫn ta đến đây, cố ý huấn luyện cho ta. Bây giờ ta cũng không phải người bình thường, ta rất mạnh. Hạ Thiên hờ hững nói, mạnh mà còn bị người ta bắt hay sao? Không thể nói như thế, dù sao thời gian cũng quá ngắn. Tào Thiền Thiền bị lời nói của Hạ Thiên đả kích, nhịn không được liền giải thích, tuy nhiên, Trương Tỷ Tỷ trọng điểm dạy cho ta một số trận pháp cơ bản, còn có bố cục tình huống bên trong bí cảnh. Đánh nhau, ta nhất định không giúp được, nhưng những chuyện khác, người mang ta theo, nhất định sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Nghe đến đây, lão đầu lùn bỗng nhiên sợ hãi cả kinh. Nếu thiếu nữ trước mắt hiểu rõ tình huống bên trong bí cảnh, đây chẳng phải ông ta không còn giá trị lợi dụng, vị hạ đạo huynh có thể tiện tay giết ông ta hay không? Vừa lúc, ánh mắt Hạ Thiên chuyển sang người ông ta. Lão đầu lùn trong nháy mắt dùng mình một cái. Ngươi chỉ là người ngoài thì biết cái gì? Lão đầu lùn nổi trận lôi đình, vọt đến trước mặt Tào Thiền Thiền, tức giận mắng to, bên trong bí cảnh, địa hình rắc rối phức tạp. Thế lực nhiều vô số kể, cạm bẫy tầng tầng lớp lớp. Ngươi có thể biết cái gì? Ngươi sẽ biết cái gì? Không nói những địa phương khác, Nội Long gia, còn có U Đàm này nữa, ngươi hiểu rõ hơn lão nô sao? Tào Thiền Thiền khó chịu nhìn lão đầu lùn, lạnh lùng nói, lão đầu nhi ngươi làm không ít việc ác, lại trợ trụ ngược vi, không phải người tốt lành gì. Ai biết được trong lòng ngươi đang có chủ ý gì xấu? Nói không chừng một lúc nào đó sẽ gạt Hạ Thiên thì sao? Tuyệt, tuyệt đối không thể nào. Lão đầu lùn lắc đầu liên tục, Hạ Đạo Huynh, ngươi tin tưởng nữ nhân này sao? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, khó chịu đạp lão đầu lùn một cước, bớt nói mấy lời vô ích đi, tiếp tục dẫn đường cho ta. Ngươi có suy nghĩ gì thì liên quan gì đến ta, nhưng nếu ngươi dám hại ta, ta sẽ trực tiếp xử lý ngươi. Đừng, đừng ra tay, ta dẫn đường mà. Lão đầu lùn chịu một cước, trong lòng càng thêm bối rối, dùng tốc độ cực nhanh tiến về phía trước. Khoan đã! Tào Thiền Thiền cảm giác không ổn, lập tức gọi lão đầu lùn lại, chúng ta từ chỗ đó mang ra đây, ngươi qua bên đó làm gì? Trong này xác thực có vấn đề. Nhóm người Tào Thiền Thiền được mang từ chỗ đó ra, điều này nói rõ phía trước không thể nào là nơi bế quan của Long Gia Lão Tổ. Long Gia Lão Tổ không phải người ngu. Để người ta mang những nữ nhân đi một vòng rồi về lại chỗ cũ. Vèo. Lão đầu lùn nhấn vào một cơ quan, sau đó biến mất không thấy đâu. Để ông ta trốn thoát rồi. Tào Thiền Thiền vội vàng đuổi theo, kết quả chậm mất, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hạ Thiên cười nói, ông ta chạy không thoát đâu. Lão đầu lùn thông qua cơ quan trốn được một mạng, thẳng đến nội địa U Đàm. Ông ta nhất định phải báo cáo tình huống của Hạ Thiên cho thủ vệ cửa trước, sau đó để bọn họ đi thông báo cho lão tổ. Hạ Thiên kia tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn có thể giết long đầu thế hệ này của Long gia, ngay cả đội trưởng đội tuần vệ cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu không sớm thanh trừ cho hết, chỉ sợ sẽ tạo thành hậu quả không thể đo lường. Mặc dù lão đầu lùn không phải người của Long gia, nhưng đời đời kiếp kiếp phụ thuộc Long gia mới có thể sinh tồn. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục với Long gia. Nê phụng là gì? Chính là cá trạch trong bùn, chỉ có dính vào đuôi con rồng thì mới có cảm giác khinh thường phong vân. Trên đường đi, lão đầu lùn đều mở cơ quan, thẳng đến nội địa U Đàm, cũng chính là tĩnh thất của Long gia lão tổ. Dừng lại. Vừa đến trước cửa phòng, một tiếng quát vang lên, người đến là ai? Mau đưa ra lệnh phù, nếu không, giết chết ngay tại chỗ. Là ta. Nê Phụng Tiên. Lão đầu lùn lập tức lấy lệnh phù từ trong ngực ra, sau đó lớn tiếng nói, ta có chuyện quan trọng muốn gặp quan tiền trấn thủ Long Cửu Đại Nhân.
Thì ra là Nê trưởng lão, mời vào. Âm thanh kia trả lời một câu. Lập tức, cánh cửa từ từ mở ra. Lão đầu lùn không thèm nói lời cảm ơn, vọt thẳng vào bên trong, sau đó nói với thủ vệ canh cửa, bảo vệ chặt đại môn, về sau, có bất cứ người nào gọi mở cửa cũng không được mở, nghe chưa? Rõ. Âm thanh kia đáp lại. Lão đầu lùn cảm thấy yên tâm hơn một chút, tiếp tục xông vào bên trong, trước băng qua một cổng vòm hình tròn, sau nhiều lần kiểm tra, cuối cùng đến trước một động phủ to lớn. Chính giữa động phủ là một vực sâu không thấy đáy với bán kính mấy trăm mét. Trên vực sâu có một kim đỉnh cực lớn, bên dưới có bốn câu chảo to bằng cái nhà cột vào bốn hướng khác nhau. Mỗi một câu chảo đều có vệ sĩ kim giáp cao 5 mét đứng im không nhúc nhích như pho tượng. Trên đỉnh viết một hàng chữ to màu vàng long đỉnh thần quan, phàm tục chớ gần. Long cửu đại nhân, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, xin ngươi hãy hiện thân gặp mặt. Lão đầu lùn ngửa đầu lên phía trên đại đỉnh, hô to. Đột nhiên, một vệt kim quang sáng lên, toàn bộ căn phòng được chiếu sáng như ban ngày. Ánh sáng chiếu lão đầu lùn chấn động đến miệng phun máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Nê Phụng Tiên, người tự tiên mang người ngoài đến quan môn, người đã phạm tội gì? Không, không có mà. Lão đầu lùn kinh ngạc, cuống quýt giải thích, ta vì phát hiện có người xâm nhập, cố ý vứt bỏ hắn đến đây báo tin. Âm thanh kia không khỏi hừ lạnh, nếu không phải ngươi dẫn, làm sao người ngoài có thể vào đây? Hiểu lầm, điều này hoàn toàn chỉ là hiểu lầm. Lão đầu lùn cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nói tiếp tiểu tử kia tự mình xông vào. Nghe nói hắn giết long đầu, còn giết thêm mấy tuần vệ. Người này tính tình hung tàn, thực lực cũng cao thâm mặt chắc. Long cửu đại nhân, ngài không thể không phòng. Lúc này, một nam nhân trung niên mặc trường bào màu vàng từ trên đỉnh rơi xuống. Ngươi thật sự không sinh ra dị tâm à? Nam nhân mặc kim bào lạnh giọng quát hỏi. Long cửu đại nhân, những lời ta nói là thật, tuyệt đối không có nửa câu hoang ngôn. Lão đầu lùn quỳ rạp xuống đất trước mặt nam nhân mặc kim bào, dập đầu nói, lão nô đời đời kiếp kiếp đều là phụng quan của Long gia, làm sao có thể phản bội Long gia được. Huống chi mệnh bài của lão nô không phải nằm trong tay Long cửu đại nhân sao, ta làm sao dám có nửa điểm dị tâm. Hừ, có cho ngươi cũng không dám. Biểu hiện nam nhân mặc kim bào hòa hoãn lại, thản nhiên nói, ngày mai lão tổ xuất quan, trong thời khắc quan trọng này, tuyệt đối không thể để bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Lão đầu lùn gật đầu liên tục, đó là tất nhiên rồi. Trên đường ta trở về, ta đã khởi động tất cả các cơ quan, Hạ Thiên sẽ bị lạc trong mê cung những cơ quan này, sau đó chậm rãi bị mài chết bên trong. Chỉ là hơi tiếc cho đám xử nữ linh uẩn mà thôi. Nam nhân kim bào nghe xong, chẳng những không cao hứng, ngược lại lông mày còn cau chặt, ai bảo ngươi vẽ vời thêm chuyện. Đúng là thành sự không có, bại sự lại thừa. Sao? Lão đầu lùn hoàn toàn không biết mình đã làm gì khiến cho vị kia không được cao hứng. Lão nô ngu dốt, rốt cuộc không biết mình đã làm sai chỗ nào, xin Long cửu đại nhân chỉ rõ. Hạ Thiên kia đã vào, người nên nhanh chóng đưa hắn đến đây mới đúng. Nam nhân mặc kim bào có chút ngạo nghễ nói, ta cũng muốn nhìn xem người giết đại ca ta rốt cuộc có bản lãnh như thế nào. Ta muốn đích thân làm thịt hắn. Báo thù thay cho đại ca ta. Vâng, 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 lão nô sai rồi. Lão đầu lùn ngoài mặt nhận sợ, thật ra trong lòng lại xem thường không thôi. Vừa rồi không phải ngươi quát hỏi ta vì sao lại mang người vào đấy sao? Hiện tại, hắn ta biết Hạ Thiên không vào, lại quay sang bắt bẻ. Trước kia ta đã nghe nói qua Hạ Thiên. Nam nhân mặc kim bào hào hứng, cao giọng phá lên cười. Chỉ nắm giữ một môn nghịch thiên bát châm đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ, đúng là buồn cười. Đại ca cũng quá bất cẩn rồi, lại bại trong tay người này. Tuy nhiên, đây cũng là kết quả hắn ta trường kỳ trầm mê trong quyền dục mà không để mắt đến tu luyện. Nam nhân mặc kim bào càng nói càng hứng khởi, chắp tay hai sau lưng, ngửa đầu nhìn xung quanh, còn long cửu ta thì khác, mấy năm qua ta luôn khổ tu ở đây. Nếu không phải lão tổ còn đang bế quan, ta đã sớm ra ngoài đại sát tứ phương. Bất luận là cung chủ thiên cung hay là cao thủ hai nhà khác, ta một trưởng cũng có thể đánh giết. Lão đầu lùn chỉ cười ha hả một cách nịnh nọt, ai cũng biết Long cửu đại nhân mới là người có thiên phú mạnh nhất Long gia. Bằng không, ngài cũng không được lão tổ chọn làm người hầu hạ.
ngài mới là long đầu tương lai của Long gia. Long đầu. Nam nhân mặc kim bào cười khẽ, khinh thường nói, nó là cái gì chứ? Điều mà ta muốn làm chính là tiến thẳng vào cực tiên mộ, chinh phục Phù Diêu tiên tử, thu hoạch tất cả linh khí của nàng ta, thẳng đến độ kiếp kỳ. Đến lúc đó, ta có thể đến liên minh tu tiên, thậm chí phi thăng thành tiên. Lão đầu lùn nghe hắn ta nói, không khỏi cả kinh há mồm, nhưng ông ta không thể không thừa nhận, người trước mắt đúng là hùng tâm tráng trí, xác thực giỏi hơn đám người Long gia chỉ muốn thống nhất bí cảnh kia. Trong lúc ông ta đang định mượn cơ hội vuốt mông ngựa, bỗng nhiên một âm thanh lười biếng vang lên. Với chút trình độ đó của ngươi, đừng nhắc đến chuyện thành tiên, thành quỷ thì còn tạm được. Nghe được âm thanh này, lão đầu lùn sợ hãi cả kinh, vô thức kêu to, là Hạ Thiên, hắn vào bằng cách nào thế? Nê Phụng Thiên, người đúng là có can đảm đưa người ngoài đến trước quan môn của lão tổ. Nam nhân mặc kim bào ngẩn ra, sau đó giận tái mặt, nhấc trưởng đánh về phía ngực lão đầu lùn. Lão đầu lùn lập tức co chân lăn đến một chỗ xa, miệng không ngừng giải thích, không phải, thật sự không phải ta. Trên đường lão nô đến đây đều mở ra cơ quan, hắn tuyệt đối không có khả năng vào đây. Đã như vậy, người hãy hiện thân gặp mặt đi. Nam nhân mặc kim bào nhìn quanh bốn phía, lạnh giọng quát, hay là, người thật ra chỉ là một tên chuột nhắt chỉ dám giấu đầu lòi đuôi. Người mới là chuột nhắt đấy. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện trên một móc câu, bên cạnh còn có một thiếu nữ mỹ mạo. Nam nhân kim bào nhìn trang phục của thiếu nữ liền biết, nàng ta chính là một trong những linh uẩn kính hiến cho Long gia. Ngươi chính là Hạ Thiên. Nam nhân mặc kim bào tiếp tục nhìn Hạ Thiên, đánh giá trên dưới mấy lần, ánh mắt tràn ngập khinh thường, ngươi cũng đâu có ba đầu sáu tay, lại dám xưng danh vô địch thiên hạ. Đúng là cười chết người. Không phải xưng danh vô địch thiên hạ, mà ta chính là vô địch thiên hạ. Hạ Thiên nghiêm túc cải chính, hơn nữa, điều này cũng chẳng có gì phải cười. Ngươi cảm thấy buồn cười chỉ vì ngươi ngu ngốc mà thôi. Khi ngươi nói ra câu nói này, ngươi đã là tôm tép nhãi nhép. Nam nhân mặc kim bào lại càng thêm khinh thường, đưa tay chỉ Hạ Thiên, đừng tưởng rằng ngươi nhảy lên nhảy xuống bên ngoài thì cho rằng mình vô địch. Bên trong bí cảnh này, ngươi chẳng là cái thá gì. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút không được kiên nhẫn, muốn đánh nhau, ngươi cứ ra tay đi. Không đánh thì im miệng lại, trung thực cút sang một bên. Ta không rảnh nói nhảm với ngươi ở đây đâu. Hừ, tự cho là đúng. Nam nhân mặc kim bào lắc đầu, có chút thất vọng nói, ta thấy khổng khiếu của ngươi không thông, khí khiếu rỗng tách, đan điền không có, khí hải cũng trống rỗng, hoàn toàn không giống tu tiên giả, ngay cả bên ngoài cũng không tính là gì. Đại ca ta khinh thường ngươi mới để cho tên chuột nhắt ngươi đạt được. Cộng thêm ngươi hơi thông minh một chút, cho nên ngươi mới lăn lộn được đến tình trạng này. Hạ Thiên là tu tiên giả lợi hại nhất bên ngoài. Lúc này, Tào Thiển Thiển nhìn không được giải thích thay cho Hạ Thiên, cũng không phải cái gì cũng không biết, càng không phải lăn lộn đến ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian này, Trương Lăng Linh vẫn luôn đề cập sự tích của Hạ Thiên cho Tào Thiển Thiển nghe. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cho nên, sùng bái của nàng đối với Hạ Thiên chỉ có tăng chứ không có giảm. Huống chi vừa rồi Hạ Thiên còn cứu mạng của nàng, nàng đương nhiên không chấp nhận người khác đánh giá Hạ Thiên như thế. Không cần kích động. Hạ Thiên nhếch miệng, vỗ đầu Tào Thiển Thiển, cứ để cho hắn ta muốn nói gì thì nói. Dù sao lát nữa hắn ta cũng là người chết rồi. Hừ, Hạ Thiên, ngươi thật sự quá đề cao bản thân mình rồi. Sắc mặt nam nhân mặc kim bào đột nhiên lạnh lại, sát khí hiển hiện ra ngoài, ngoài miệng vẫn không ngừng nói. Ngươi chỉ học được một chút bề ngoài pháp môn, luyện chút công phu khoa chân múa tay, giết mấy cao thủ không biết mùi vị đã tự cho mình là vô địch thiên hạ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đối với tu tiên nhất khiếu bất thông, cũng không biết có vận khí cứt chó gì, mới có được chút thành tựu cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn trước mặt ta, đúng là không biết sống chết. Ngươi có biết cái gì gọi là khí định thần nhàn không? Ngươi biết cái gì gọi là đan thành long hổ không? Ngươi biết cái gì gọi là thần phân vạn thiên không? Ngươi biết cái gì gọi là đại đạo hợp nguyên không? Hạ Thiên nhếch miệng, lười biếng nói, ta không cần biết, ta chỉ cần xử lý đám ngu ngốc tự cho là đúng các ngươi là được. Toàn bộ Long gia, cao thủ chân chính ngoại trừ lão tổ cũng chỉ có ta mà thôi.
Đại ca ta cũng chỉ là long đầu trên danh nghĩa. Năm 3 tuổi, ta đã bắt đầu luyện khí, 5 tuổi đã là trúc cơ, 9 tuổi kết đan, 13 tuổi đã là nguyên anh, 15 tuổi, bây giờ ta đã là cảnh giới hợp thể đại viên mãn, cách độ kiếp kỳ chỉ một bước mà thôi. Chờ ngày mai lão tổ xuất quan, ta mượn nhờ mấy phần khí vận của ông ấy, tiến thẳng vào cực tiên mộ luyện hóa phủ diêu tiên tử. Đây chính là lý do duy nhất ta để ta trở thành độ kiếp kỳ, từ bỏ cái nơi tiên khí chi địa này đến liên minh tu tiên. Thậm chí ta còn là cường giả duy nhất phi thăng chân tiên trong gần ngàn năm qua của liên minh tu tiên. Có thể là vì kìm hãm ở đây quá lâu, nam nhân mặc kim bào nói càng lúc càng nhiều, giống như Hạ Thiên là một người chi kỷ. Tuy nhiên, hắn ta đã thổ lộ nhầm đối tượng. Hạ Thiên hoàn toàn không có hứng thú với những lời nói nhảm kia dù chỉ một chữ, Long gia lão tổ ở đâu. Nói ra, ta có thể cho ngươi một kiểu chết thống khoái một chút. Đúng là minh ngoan bất linh, nếu như ngươi nhất định phải tìm đường chết, ta cần chi phải tốn nước bọt nữa. Nam nhân mặc kim bào cảm thấy tiếc nuối, bỗng nhiên khoát tay, trong lòng bàn tay tuôn ra một luồng khí tức màu vàng, Hạ Thiên, để ta cho ngươi mở mang tầm mắt. Để ngươi biết cái gì gọi là thần diễm long gia. Cái thứ đồ chơi này của ngươi, vừa rồi long đầu kia cũng đã dùng qua. Hạ Thiên khinh thường khoát tay, nó hoàn toàn không có tác dụng gì với ta. Thật ra, là vì ngươi không cách nào sử dụng kiếp lực, cho nên mới đem kiếp lực hóa khí, cũng chẳng có gì lớn. Gương mặt nam nhân mặc kim bào lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã ngạo nghễ nói lại, ngươi chẳng qua cũng chỉ biết được một chút da lông. Thần diễm chân chính. Uy lực không thấp hơn kiếp lực. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn ta đã xẹt qua vô số tàn ảnh quỷ dị màu vàng, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Không đợi Hạ Thiên kịp phản ứng, hắn ta đã đánh một chưởng vào ngực Hạ Thiên. Bành! Kim khí tràn đầy như rót vào cơ thể Hạ Thiên, một phần ngàn giây sau đã xuyên thấu sau lưng mà ra. Chỉ một khắc ngắn ngủi, lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị lây nhiễm kim khí. Thậm chí đan điền khí hải còn bị kim khí sở đoạt. Hạ Thiên, người đã chết. Thân hình nam nhân mặc kim bào không biết từ lúc nào trở về chỗ cũ, giống như chuyện phát sinh vừa rồi giống như ảo giác vậy. Tào Thiền Thiền không khỏi há hốc mồm, bởi vì với tu vi của nàng, hoàn toàn không cách nào đuổi kịp tốc độ của nam nhân mặc kim bào. Trong mắt của nàng, nó giống như một cái chớp mắt, thậm chí mắt cũng không nháy, cả người Hạ Thiên bị khí tức màu vàng bọc lại. Thủ đoạn này khó tránh khỏi có chút dọa người. Nam nhân mặc kim bào nhếch miệng, lộ ra độ cong đắc ý, chậm rãi mở bàn tay đang nắm chặt. Cùng lúc này, Hạ Thiên đang bị khí tức màu vàng vây quanh không ngừng áp xúc lại, nắm chặt, nghiền nát cho đến khi biến thành một hạt kim sa. Trong quá trình này, Hạ Thiên thậm chí ngay cả nửa tiếng rên thảm cũng không kịp phát ra. Hạ Thiên, đây chính là sự chênh lệch giữa ta và ngươi. Nam nhân mặc kim bào cười khẽ, giống như lạch trời vậy. Cho dù ngươi có nghịch thiên bát châm, cũng vô pháp thay đổi. Gặp ta, ngươi nhất định phải chết, nhất định là vai phụ, là một hạt ngô trên đại đạo của ta. Còn chưa nói hết câu, hắn ta đột nhiên cảm thấy cổ căng lên một cách khó hiểu. Một tiếng cười hì hì thúc giục, nói đi, nói tiếp đi chứ. Thân hóa thần diễm. Nam nhân mặc kim bào lập tức hét lớn một tiếng. Cả người hóa thành một chùm khí tức màu vàng, vọt đến đằng xa, gương mặt cảnh giác nhìn Hạ Thiên, khắp gương mặt chỉ toàn là kinh nghi bất định. Ta ngược lại đã coi thường ngươi. Không đợi Hạ Thiên lên tiếng, hắn ta đã nói trước, vừa rồi ngươi đã tránh thoát được thần diễm phần kim trường. Hạ Thiên bĩu môi, thậm chí lười đáp lại hắn. Tào Thiền Thiền đứng bên cạnh Hạ Thiên, chê cười, ngươi cũng rất lợi hại, có thể tránh thoát được khóa cổ của Hạ Thiên. Tiện nhân. Ngươi câm miệng cho ta. Nam nhân mặc kim bào giận dữ, ngươi chẳng qua chỉ là linh uẩn đút cho lão tổ mà thôi. Nơi này có phần cho ngươi lên tiếng sao? Ngươi mới là tiện nhân đấy. Tào Thiền Thiền hoàn toàn không sợ uy hiếp của nam nhân mặc kim bào, trực tiếp phản bác, long ra các ngươi dùng nhân mạng làm linh uẩn, hơn phân nửa chính là tà ma ngoại đạo, sớm nên chết hết cả nhà mới đúng. Đi chết đi. Nam nhân mặc kim bào tức đến mức nghiến răng. Khoát tay đánh một luồng khí tức màu vàng về phía Tào Thiền Thiền. A, à, Tào Thiền Thiền giật mình, mặc dù nàng nói rất cứng miệng nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một người bình thường, không thể ngăn cản loại công kích đó, liền vội vàng núp sau lưng Hạ Thiên.
Hạ Thiên cũng không có phản ứng gì quá lớn, tiện tay quét khí tức màu vàng sang một bên. Ngươi nhất định đang che giấu thực lực. Nam nhân mặc kim bào nhìn thấy, không khỏi nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nghịch thiên bát châm có lợi hại như thế nào thì cũng chỉ là một bộ châm pháp mà thôi, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên thành công? Hạ Thiên cười nói, nếu không phải, làm sao nó được gọi là nghịch thiên bát châm chứ? Nam nhân mặc kim bào không khỏi cười lạnh, lộ ra biểu hiện ngoan vị, ta đối với ngươi càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Nếu nghịch thiên bát châm thần kỳ như vậy, ta nhất định phải đoạt được, cũng tăng thêm một hai phần tiên cơ cho đại đạo của ta. Ngươi đừng có nằm mơ. Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự hờ hứng, muốn nghiên cứu nghịch thiên bát châm, bây giờ ngươi đã có cơ hội. Nam nhân mặc kim bào nhẹ gật đầu. Hắn ta kiêu ngạo nói, không sai, chỉ cần thu thập ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ trực tiếp siêu hồn ngươi, nghịch thiên bát châm dĩ nhiên sẽ là của ta. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không nói lời nào. Cười cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi? Nam nhân mặc kim bào cực kỳ khó chịu với nụ cười của Hạ Thiên, lạnh lùng nói, hay là ngươi sợ đến mức choáng váng đầu óc rồi? Hạ Thiên cười nói, ta chẳng qua chỉ cảm thấy ngươi chẳng những là một tên ngu ngốc, phản ứng còn rất chỉ độn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Nam nhân mặc kim bào có vẻ khó hiểu. Chẳng có ý gì cả, ngươi hẳn còn thừa lại chưa đến 10 giây. Hạ Thiên thản nhiên nói, là giao phó di ngôn hay là tìm quan tài cho mình, cứ tùy ngươi vậy. Nam nhân mặc kim bào một lần nữa bị Hạ Thiên chọc giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sát khí bạo tràn, Hạ Thiên, ngươi quả thật không coi ai ra gì. Bây giờ ta sẽ dùng chiêu thức mạnh nhất trong thần diễm đưa ngươi xuống địa ngục. Lập tức, ông ta giơ ngón giữa và ngón trỏ lên, một ngón chỉ thiên, một ngón chỉ địa, đồng thời miệng còn lẩm bẩm, sau đó quát lớn một tiếng, kiếp lực hóa khí, thần diễm vô địch. Tào Thiền Thiền nhịn không được sự hiếu kỳ trong lòng, quay sang hỏi Hạ Thiên, ông ta hình như không phải độ kiếp kỳ, tại sao ông ta lại có kiếp lực? Hạ Thiên nhìn nàng một chút, tại sao ngươi biết kiếp lực? Trương Tỷ Tỷ nói cho ta biết. Tào Thiền Thiền thản nhiên trả lời. Vừa rồi ta cũng đã nói, trong khoảng thời gian này, nàng ấy đã phổ cập cho ta không ít tri thức. Nhưng ta cũng chỉ nghe nàng ấy nói, bản thân cũng chỉ vừa mới có chút cơ sở tu tiên thôi. Hạ Thiên lại hỏi, vị Trương Tỷ Tỷ mà ngươi nói là ai? Nàng ấy tên Trương Lăng Linh. Tào Thiền Thiền có chút kỳ quái nhìn Hạ Thiên, nàng ấy nói nàng ấy là bạn tốt của ngươi, còn muốn nhận ta làm đồ đệ của nàng ấy. Nhưng ta còn chưa đồng ý, chỉ tạm thời học nàng ấy cách làm sao tu tiên mà thôi. Nàng ấy cũng không phải bạn của ta, nhưng cũng không phải là địch. Hạ Thiên lạnh nhạt nói. Được thôi. Tào Thiền Thiền cũng không tiếp tục đề tài này. Nàng chỉ vào nam nhân mặc kim bào cách đó không xa, nói với Hạ Thiên, người không có ý định ngăn cản hắn ta sao? Không cần ngăn cản. Hạ Thiên vân đạm phong khinh nói, còn 5 giây nữa, hắn ta sẽ chết. Nam nhân mặc kim bào nghe Hạ Thiên nói, không khỏi cuồng tiếu, Hạ Thiên, cuối cùng ngươi cũng sẽ bị chính sự tự đại của ngươi hại chết mà thôi. Nếu ngươi kịp thời ra tay ngăn chặn ta vận công, có lẽ ngươi còn có một hai phần thắng. Nhưng bây giờ đã không còn kịp nữa rồi. Trong lúc nói chuyện, khí tức màu vàng một lần nữa từ đan điền khí hải hắn ta dâng lên. Luồng khí tức dũng mãnh tiến về phía sau, hướng ra bốn phía liên miên không dứt. Trong động phủ giống như có một tầng sương mù màu vàng, không khí cũng nóng rực hẳn lên. Này, Hạ Thiên, tình huống có chút không ổn, tên này có chỗ nào giống với người sắp chết đâu. Tào Thiền Thiền cảm giác hô hấp có chút khó khăn, cũng không thể hiểu được Hạ Thiên, nếu ngươi có thể giết hắn ta, vì sao lại không dứt khoát chứ? Hạ Thiên thản nhiên nói, đã đến giờ. Không sai, đã đến giờ. Nam nhân mặc kim bào cũng ngưng tụ một trường kiếm màu vàng. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, sau đó huy kiếm chém về phía Hạ Thiên, thời gian của ngươi đã đến. Trường kiếm còn chưa chém tới đỉnh đầu Hạ Thiên, hắn ta bỗng cảm thấy cổ họng ngọt ngọt. Tiếp theo, một dòng máu tươi dâng lên, giống như nước suối, liên tục không ngừng. Quẹ! Khí tức nam nhân mặc kim bào trong nháy mắt tan rã, trường kiếm màu vàng cũng không còn thấy đâu. Cái này, quẹ, tại sao lại, quẹ? Hắn ta không ngừng nôn ra máu, hoàn toàn không ngăn lại được, dẫn đến hắn ta chỉ nói một câu ngắn ngủi cũng không xong. Trước đó không phải ta đã nói sao, ngươi đã chết.
Hạ Thiên mỉm cười, sau đó ngoắc tay nói với nam nhân mặc kim bào. Nam nhân mặc kim bào lập tức cảm nhận được mi tâm tê dần, sau đó, một ngân châm từ trong mi tâm hắn ta chui ra, bay đến giữa ngón tay Hạ Thiên. Ngươi nói ngươi muốn lĩnh giáo nghịch thiên bát châm, thật ra ta đã sớm đâm kim châm vào cơ thể của ngươi rồi. Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự khinh thường, chào phúng nam nhân mặc kim bào, đáng tiếc ngươi một chút cảm giác cũng không có. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi còn không dùng được. Ngươi, sẽ chết. Nam nhân mặc kim bào bị Hạ Thiên chọc tức, giận đến hai mắt trừng to, lại phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống đất không còn thở nữa. Hắn ta chết rồi. Tào Thiền Thiền cảm thấy không được chân thực cho lắm. Chết rồi, Hạ Thiên thu hồi lại ngân châm, tùy ý nói. Tào Thiền Thiền quay lại nhìn Hạ Thiên, vừa rồi ngươi thu lại ngân châm, có phải đã có thu hoạch gì hay không? Hạ Thiên nhếch miệng, có liên quan gì đến ngươi à? Không có, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Tào Thiền Thiền cười hắc hắc, sau đó nói, vậy ngươi có biết Long Gia Lão Tổ ở đâu không? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn cái đỉnh lớn chính giữa đầu, ý của ngươi là, Lão Tổ đang ở trong đỉnh. Tào Thiền Thiền ngẩn ra, bế quan trong này, nếu chẳng may lửa cháy bên ngoài, ông ta chẳng phải sẽ bị nấu chín sao? Không phải ở trong đỉnh mà là ở dưới đỉnh. Hạ Thiên tiện tay chỉ vào vực sâu vô tận bên dưới, một cái mùi khiến người ta buồn nôn. Long Gia Lão Tổ này đoán chừng không phải loại người tốt. Mùi. Tào Thiền Thiền xích lại gần một bên vực sâu, nhìn xuống bên dưới, dưới đáy một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng một hai giây sau đó có một cái mùi không cách nào hình dung dâng lên, khiến nàng quay người nôn mửa, quẹ. Rốt cuộc bên dưới là thứ gì thế, quả thật buồn nôn. Quẹ. Nôn một hồi, Tào Thiền Thiền mới tỉnh hồn lại, nếu đi xuống, không ngã chết cũng bị thúi chết. Hạ Thiên lười biếng nói, không cần xuống, tự ông ta sẽ lên. Ngươi nói ai? Tào Thiền Thiền nhất thời không hiểu được, nhưng chợt bừng tỉnh, ngươi nói là Long Gia Lão Tổ. Ánh mắt Hạ Thiên chìm chằm chằm đáy vực sâu. Thối quá, càng lúc càng thối. Ta không chịu nổi, ta tránh trước một chút. Tào Thiền Thiền thật sự không chịu nổi, đành nói với Hạ Thiên, ta đi cứu những chị em kia ra. Hạ Thiên đưa ra một đề nghị, ngươi tốt nhất nên mang bọn họ rời khỏi nơi này, tập trung ở bên trong viện tử đằng trước đi. Sao, được, ta biết rồi, ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Tào Thiền Thiền vốn muốn hỏi một câu nào đó, kết quả một mùi hôi thối đánh tới, thối đến mức nửa giây nàng cũng không muốn ở lại, lập tức rời đi. Đợi nàng vừa đi khỏi, Hạ Thiên bỗng siết chặt nắm đấm, đánh một quyền vào đại đỉnh đằng trước. Đông, chiếc đỉnh kia giống như chuông lớn được gõ, phát ra tiếng động vang dội. Bành, bành, bành. Hạ Thiên cũng không dừng lại. Đánh ra ba quyền. Đại đỉnh phát ra tiếng vang cũng càng lúc càng lớn, đồng thời còn truyền xuống vực sâu bên dưới. Toàn bộ động phủ đều bị tiếng vang này chấn động đến lay động. Rất nhanh, đại đỉnh băng liệt, bên trong chứa rất nhiều linh dịch màu đen, trong nháy mắt tuôn ra không còn một giọt. Ai? Không bao lâu sau, bên trong lòng đất vang lên một tiếng hét cực kỳ giận dữ. Là ai? Rốt cuộc là ai? Cũng dám làm hỏng đại sự của bản tổ. Còn thiếu chút nữa là đại cáo công thành rồi. Ta sẽ toái thi luyện hồn ngươi, vĩnh thế không được siêu sinh. Tiếng giống giận dữ càng lúc càng gần. Khí tức ác độc giống như từ núi thây biển máu chất chồng từ ngàn xưa phát ra, tích lũy trên vạn năm mới có được. Cho dù là Hạ Thiên, người thấy khí tức này cũng không nhịn được mà cau mày. Tiếp theo. Đáy vực bỗng nhiên sáng lên hai luồng ánh sáng màu vàng giống như hai cái đèn lồng to lớn lơ lửng giữa không trung trong đêm tối. Chờ hai cái đèn lồng đến gần, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, thì ra đây là hai con mắt. Vật vừa mới bỏ dậy từ vực sâu kia rốt cuộc chỉ là một góc của băng sơn. Vật này hiển nhiên không phải người, bởi vì chẳng những hình thể vô cùng to lớn, mặt lại giống chim ưng, bao phủ toàn vảy, phần cổ mọc ra râu quai nón như gai nhọn. Vô cùng quái dị. Giống. Nó bỗng nhiên há miệng gầm rú, từ trong miệng phun ra một chùm sáng màu vàng óng, thiên đốt sạch sẽ đại đỉnh, xông phá đỉnh động, thậm chí thiếu chút nữa làm cho đỉnh bí cảnh thiên cung bị sói lở. U đàm phạm vi mấy trăm dặm cũng giống như cục đá đánh tan mặt hồ, mỗi một tấc bùn đất đều rúng động. Tổ đình Long Gia đang ở vào trạng thái bối rối.
Lúc này, mặc kệ là người của Long gia hay là tân khách đến chúc thọ, người mượn cơ hội quấy rối đều bịt lỗ tai lại, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Toàn bộ bí cảnh đều bị luồng kim quang chấn nhiếp, tất cả vừa kinh sợ vừa không hiểu. Chỗ sâu bí cảnh, cung chủ thiên cung đang bố trí nhiệm vụ cũng căng lên, không ổn rồi, lão già kia sắp sửa xuất quan. Nàng lẩm bẩm, kế hoạch của chúng ta cũng phải tranh thủ. Nếu không, nhất định sẽ thất bại trong gang tấc. Miệng thối thật. Hạ Thiên khó chịu lắc đầu, lộ ra vẻ chán ghét, ngươi nên ngậm cái miệng thối của ngươi lại đi. Quái vật trong thâm uyên chậm rãi nhô đầu ra, là một con mắt to như đèn lồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Ngươi là ai? Quái vật há miệng quát hỏi, trên người ngươi không có huyết nguyên bản tổ, tuyệt không phải hậu nhân Long gia. Ta đương nhiên không phải người Long gia rồi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta tên Hạ Thiên. Quái vật quá lớn, vậy ngươi là ai? Vì sao ngươi lại ở đây? Có phải chính ngươi quấy rầy bản tổ bế quan hay không? Ngươi hẳn là Long gia lão tổ. Hạ Thiên lại ngáp thêm một cái, mặt không thay đổi, mặc dù miệng ngươi thối, lại xấu, nhưng không sao, ta đến chỉ để tìm một vật của ngươi. Ngươi nghe không hiểu bản tổ sao? Long gia lão tổ há miệng quát to, lại phun ra một cơn gió lớn, bản tổ đang hỏi ngươi, tốt nhất ngươi nên thành thật trả lời. Nếu không, một luồng cương phong của ta sẽ thổi ngươi đến hồn phi phách tán. Hạ Thiên cũng mất kiên nhẫn, ta thấy ngươi tốt nhất nên mau chóng trả lời ta, nếu không, ta sẽ giết chết lão quái vật xấu muốn chết ngươi. Lớn mật, Long gia lão tổ giận tím mặt, thân hình bỗng nhiên thu lại, cả người hóa thành một tàn ảnh màu vàng. Cuối cùng ngưng tụ thành một lão giả mặc áo bào xanh tóc vàng, nhưng râu vẫn rất dài như cũ. Như vậy còn giống người một chút, nhưng vẫn còn quá xấu. Hạ Thiên lười biếng nói. Con ngươi Long gia lão tổ hiện lên ánh sáng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Hạ Thiên, tiểu tử, có phải ngươi là do nữ nhân họ Tô kia cố ý phái đến quấy rầy ta bế quan, cắt đứt đường dẫn thiên kiếp của ta, phá hỏng kế hoạch thăng thiên vạn thọ của ta hay không? Trong lời nói của ông ta mang theo lượng tin tức không ít, nhưng Hạ Thiên chỉ chú ý một điểm. Nữ nhân họ Tô. Hạ Thiên không hiểu, là ai thế? Ha ha, người đúng là lá gan không nhỏ, còn dám giả ngu trước mặt bản tổ. Long gia lão tổ lạnh lùng nói, nếu nàng ta không có hứa hẹn gì, một người ngoài như ngươi hoàn toàn không có khả năng tiến vào đây. Lúc này, Hạ Thiên mới hiểu ra, người nói là cung chủ thiên cung. Không sai. Gương mặt Long gia lão tổ hiện lên sự khinh thường, thản nhiên nói, vạn năm trước, nàng ta chẳng qua chỉ là khí linh bên trong pháp bảo bổn mệnh của Phù Diêu tiên tử. Sau khi tiên tử bế quan, nàng ta tự tiện nuốt tất cả linh khí, sau đó ngưng tụ ra cơ thể mỹ mạo vô song như hôm nay. Hạ Thiên nhếch miệng, vậy ngươi chính là con lươn mà Phù Diêu tiên tử đã nuôi. Ngươi làm càn. Sâu như gai nhọn của Long gia lão tổ dựng đứng lên. Ánh mắt bao phủ một lớp màu vàng cũng tràn đầy sát khí, ngươi thật sự cho rằng có nữ nhân Tô Mộng Lệ kia bảo bọc, bản tổ sẽ không giết ngươi hay sao? Cái gì? Hạ Thiên sửng sốt, ngươi nói ai? Tô Mộng Lệ, bản danh của cung chủ thiên cung, ngươi ngay cả điều này mà cũng không biết. Ánh mắt Long gia lão tổ hiện lên sự suy tư, thế thì nàng ta không tin tưởng ngươi rồi. Ngay cả tin tức cơ bản này mà cũng không nói cho ngươi biết. Lão đầu! Người đang nói hưu nói vượn gì đấy? Hạ Thiên thật sự có chút không tin tưởng lắm. Hắn đã gặp qua Tô Mộng Lệ, cung chủ thiên cung hắn cũng đã nhìn thấy. Cả hai hoàn toàn khác biệt nhau. Nếu các nàng là cùng một người, hắn không thể nào không biết. Gương mặt Long gia lão tổ hiện lên nụ cười giễu cợt, ha ha, người quả nhiên đã bị nàng ta lừa gạt. Ông ta nói tiếp, nữ nhân kia, khi còn làm khí linh, chính là một nữ nhân nham hiểm xảo trá. Miệng nói không có câu nào là thật. Phù Diêu tiên tử bế sinh tử quan, nàng ta trong nháy mắt đã làm ra chuyện phản bội tiên tử. Nếu không phải đám người chúng ta liên thủ ngăn cản, bây giờ hơn phân nửa thiên hạ của tiên khí chi địa này đã là thiên hạ của nàng ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, lộ ra vẻ không hứng thú cho lắm, ta mặc kệ nàng là Tô Mộng Lệ hay không, điều này cũng chẳng liên quan gì đến việc ta đến tìm ngươi. Lửa giận trong lòng Long gia lão tổ thiếu điều không thể kềm chế được nữa, nhưng ngoài mặt ông ta vẫn mỉm cười, ngươi muốn cái gì? Cực tiên lệnh. Hạ Thiên không chút do dự nói, vật này, đừng nói cho ta biết ngươi không có nhé.
Đương nhiên là có. Long gia lão tổ cũng không do dự, chậm rãi xòe tay với Hạ Thiên, chỉ thấy một luồng khí tức màu vàng chậm chạp ngưng tụ. Một lát sau, một lệnh bài hình tròn lớn chừng bàn tay được ngưng tụ thành, ở giữa khắc hai chữ, kiểu chữ không giống bất kỳ chữ nào trên trái đất này, nhưng không cần đoán cũng biết, chính là hai chữ cực tiên. Long gia lão tổ cười ha hả, đồ này, bản tổ có thể đưa cho ngươi nhưng dựa vào cái gì chứ? Hạ Thiên cũng lười so đo thứ này là thật hay giả, không cần dựa vào cái gì cả. Xử lý ngươi xong, nó là của ta. Ngươi nói không sai. Nụ cười trên mặt Long gia lão tổ không thay đổi, nhưng ngươi cũng không nắm chắc sẽ xử lý ta, không phải sao? Không. Hạ Thiên khinh thường nói, xử lý ngươi chẳng có gì khó cả. Ngươi đúng là cuồng đến mức tâm trí mê loạn. Long gia lão tổ thoáng có chút thất vọng lắc đầu, nhưng ông ta vẫn nói với Hạ Thiên, như vậy đi, ngươi thay ta làm một chuyện, ta tặng cực tiên lệnh này cho ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói, không thèm, ngươi quá xấu. Tuy nhiên, Hạ Thiên cũng không phải là người không biết nói đạo lý, lập tức đưa ra lời đề nghị của mình, như vậy đi, ngươi đưa cực tiên lệnh cho ta, ta có thể tha chết cho ngươi. Cho thể diện mà lại không cần. Long gia lão tổ rốt cuộc không kềm nén được hỏa khí trong lòng, sát khí trong mắt vàng lập tức phun ra ngoài, bản tổ sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, cực tiên lệnh trong lòng bàn tay lập tức biến mất. Ống tay áo của ông ta không gió cũng phồng lên, toàn thân trên dưới tản ra một uy thế vô song cương mãnh. Bàn tay ông ta thừa cơ giơ lên, chỉ thấy năm ngón tay như chảo, thẳng tắp nhắm vào Hạ Thiên. Vù! Hét to một tiếng, từng sợi khí tức màu vàng đột nhiên sinh ra, giống như vô số đao kiếm như thủy triều tuôn đến Hạ Thiên. Thân hình Hạ Thiên chớp động tránh thoát kiếm khí màu vàng. Ngươi không tránh được bao lâu đâu. Long gia lão tổ khinh miệt nói, giọng điệu lạnh lùng, thần diễm này là do bản tổ sáng tạo ra. Bên trong bí cảnh thiên cung, nó gần như có thể so sánh với kiếp lực. Có thể tránh thoát được 10 giây, mạng tiểu tử ngươi cũng lớn đấy. Đừng có nhắc thần diễm gì cả, chẳng qua chỉ là kiếp lực hóa khí mà thôi. Hạ Thiên vẫn là biểu hiện lười biếng kia, nhưng giọng nói lại có chút trào phúng, lát nữa, ta sẽ dùng kiếp lực trực tiếp xử lý ngươi. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Long gia lão tổ cười nhạo, không chút che giấu sự khinh thường của mình, ngươi cảm thấy bản tổ không biết dùng kiếp lực sao? Ngược lại, vạn năm trước bản tổ đã biết cái gì là kiếp lực. So với loại gà mờ như ngươi còn rõ ràng hơn vô số lần. Nhưng bí cảnh thiên cung là căn cứ vào nội tình của Phù Diêu tiên tử mà bố trí. Bên trong địa phương này, ngươi không có khả năng dùng được kiếp lực. Cho nên, bản tổ mới sáng tạo ra thần diễm. Đây chính là bí thuật mạnh nhất trong bí cảnh thiên cung. Thân hình Hạ Thiên bỗng nhiên đứng thẳng, có chút khó chịu nói, người Long gia các ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Ha ha! Nói với ngươi nhiều như vậy là bởi vì trên người ngươi có khí tức mà bản tổ cảm thấy quen thuộc. Khi Long gia lão tổ nói chuyện, cặp mắt vàng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi là một nhân tài có thể tạo ra. Bây giờ ngươi cải tà quy chính, báo nhập bản tổ vẫn còn kịp. Bản tổ có thể tặng toàn bộ cơ nghiệp cho ngươi, thậm chí còn có thể giúp ngươi đột phá giới hạn cấm chế, đạt đến cảnh giới chân tiên. Thôi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên hờ hững nói, 10 giây sắp qua rồi. Vậy thì tiếc quá. Long gia lão tổ đã hoàn toàn mất đi hứng thú với Hạ Thiên, lạnh lùng nói, nếu không phải là bạn, vậy thì chỉ có thể là địch. Ngươi lấn Long gia ta, hủy tổ đình của ta, đánh bại quan môn của ta, hủy ta, nếu không đánh ngươi hồn phi phách tán, làm thế nào trấn nhiếp được đạo trích trong giới. Khi ông ta nói, kim khí quanh thân bạo tràn giống như mặt trời treo cao lúc giữa trưa, sáng đến mức có thể đốt cháy ánh mắt của người khác. Câu chảo bốn phía, mặt đất, vách tường. Tất cả đều hòa tan trong nháy mắt, giống như sô-cô-la bị ném vào trong lò vi sóng. Kim khí thậm chí còn dịn ra mặt ngoài u đàm, bắt đầu tràn ngập bốn phía. Những nơi mà nó đi qua, tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ. Hạ Thiên đứng thẳng không nhúc nhích, giữa ngón tay sáng lên định hải thần châm, thản nhiên nói, vừa rồi ta cũng đã nói, ta có kiếp lực, bây giờ ta sẽ sử dụng. Trừ phi kiếp lực của ngươi mạnh đến mức vượt qua Phù Diêu tiên tử năm đó. Bằng không, ngươi không thể nào dùng được. Giọng nói của Long gia lão tổ truyền ra từ kim quang sáng rực, nếu ngươi không tin,
đại khái có thể dùng thử một chút. Đến lúc đó, chắc chắn ngươi sẽ bị phản phệ. Vậy ta sẽ cho ngươi mở mắt một chút. Hạ Thiên cười một tiếng, bỗng vận băng hỏa kiếp lực bên trong cơ thể. Tuy nói chút kiếp lực đó là chuyển hóa từ kiếp lực của bá hỏa thần, số lượng không nhiều nhưng trước mắt vẫn dùng đủ. Kiếp lực thuộc loại cũ không mất đi, mới sẽ rất khó ngưng luyện. Bây giờ chính là thời cơ rất tốt để dùng. Trước định hải thần châm một tấc bỗng nhiên sáng lên hàn băng chi khí. Hàn khí này chỉ trong chớp mắt đã tỏa ra ngoài, trực tiếp đón nhận kim khí nóng rực đã tràn khắp toàn bộ không gian. Đi! Hạ Thiên bắn định hải thần châm ra. Châm này giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế, mang theo một luồng khí thế không cách nào nói rõ, trong nháy mắt phá vỡ kim khí, vọt thẳng đến Long Gia Lão Tổ. Không thể nào! Bên trong kim quang, Long Gia Lão Tổ tất nhiên cũng cảm nhận được khí thế của định hải thần châm, gương mặt lộ ra vẻ khó tin. Bí cảnh nơi này mượn cảnh giới phù diêu tiên tử chế tạo ra. Cho nên, sức mạnh vượt qua cảnh giới của nàng ta không thể nào dùng được. Bên trong cặp mắt vàng của Long Gia Lão Tổ hiện lên sự chấn kinh, miệng ồn ào, nàng ta chẳng qua cũng chỉ là độ kiếp kỳ mà thôi, vừa mới ngưng luyện ra kiếp lực trước khi bị giáng chức đến tiên khí chi địa này không bao lâu. Cho nên, bên trong bí cảnh, ngoại trừ kiếp lực của nàng ta, không có khả năng xuất hiện loại kiếp lực thứ hai. Rốt cuộc tại sao ngươi lại làm được? Kiếp lực của ngươi là như thế nào? Hạ Thiên cười hì hì, thật ngại quá, ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi muốn biết đáp án, ngươi có thể đến địa phủ tìm Diêm Vương ra hỏi thăm một chút. Cho dù ngươi có kiếp lực, cũng không có khả năng thắng được bản tổ. Long Gia Lão Tổ cắn chặt răng, quát một tiếng, thần diễm phần thiên, giao long biến. Giống. Ông ta gào thét một tiếng, hóa thành một con giao long màu vàng đen hình thể vô cùng lớn. Nó chỉ cần ngẩng đầu một cái đã phá vỡ trần động phủ, lướt lên không trung. Hạ Thiên khinh thường nhếch miệng, quả nhiên là một con cá trạch già. Con rồng bay lên không, trong mây mù ngẫu nhiên hiện lên nanh vuốt sắc nhọn, còn có vảy màu đen xếp lớp, tản ra khí thế uy áp không cách nào nói rõ. Người bên trong hơn phân nửa bí cảnh đều bị cảnh tượng này trấn trụ. Đó chính là chân thân Long Gia Lão Tổ chúng ta. Đây chính là cơ thể giao long, chỉ cần độ một lần thiên kiếp, lúc nào cũng có thể phá toái hư không, thẳng đến chân tiên giới. Bây giờ, các người bái làm môn hạ Long Gia chúng ta còn kịp. Người của Long Gia nhìn thấy cảnh tượng này, người nào cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo, vội vàng khoe khoang với người khác không thôi. Tuy nhiên, bọn họ đúng là có tư cách để khoe. Dù sao, bên trong bí cảnh thiên cung, ngoại trừ phù diêu tiên tử ở cực tiên mộ, người sắp chạm ngưỡng độ kiếp kỳ không quá ba người. Người có cơ hội có thể dẫn đến thiên kiếp, đồng thời gánh vác được thiên kiếp nhất vẫn chỉ có vị Long Gia Lão Tổ trước mắt. Là hậu duệ của Long tộc, nhục thân của ông ta mạnh hơn hai người khác gấp trăm lần. Đương nhiên, trong lòng cung chủ thiên cung cũng có kiêng kỵ này. Cho nên, nàng đã cố ý đưa Hạ Thiên đến địa bàn Long Gia, chính là muốn lợi dụng Hạ Thiên xử lý Long Gia Lão Tổ. Hạ Thiên xưa nay không để ý đến việc bị nữ nhân lợi dụng, nhưng điều kiện tiên quyết là dung mạo của nữ nhân đó phải xinh đẹp. Mà cũng không phải xinh đẹp một cách bình thường, phải đẹp có vận vị đặc biệt, gần như là một tác phẩm nghệ thuật, đến mức hắn phải để chống một danh ngạch làm vợ của hắn. Cung chủ thiên cung vừa lúc đạt đến trình độ này, nhưng bây giờ lại xuất hiện một đường rẽ nhỏ. Vừa rồi, Long Gia Lão Tổ nhắc đến cung chủ thiên cung chính là Tô Mộng Lệ. Điều này có chút không đúng, Tô Mộng Lệ không đẹp đến mức khiến Hạ Thiên động tâm. Tuy nhiên, Hạ Thiên sẽ đích thân tìm cung chủ thiên cung để nói chuyện sau. Hiện tại, chuyện mà hắn muốn làm chính là xử lý lão già cá trạch kia, bởi vì hắn quá chướng mắt ông ta. Lúc này, cung chủ thiên cung cũng đã xuất hiện trên một đỉnh núi gần Long Gia. Bên cạnh còn có một thanh niên tuấn mỹ lại tà mị, đầu đội tử quan. Thanh niên đầu đội tử quan nở nụ cười mỉa mai, chậm rãi nói, Tô cung chủ, ta thấy ngươi nên từ bỏ đi. Dựa vào sức của một mình ngươi không đấu lại lão quái vật đó đâu. Ta không cần đấu với ông ta. Cung chủ thiên cung vẫn rất bình tĩnh, lão quái vật đó đã có người đối phó rồi. Ha ha, ngươi nói chính là Hạ Thiên. Thanh niên đội tử quan cười khẽ, lắc đầu nói, ngươi quá đề cao hắn rồi. Mặc dù hắn quả thật có chút bản lãnh.
nhưng dù sao hắn cũng là người bên ngoài. Dưới linh áp của bên trong bí cảnh, hắn có thể phát huy 5-6 phần đã là tốt lắm rồi. Hắn làm sao có thể là đối thủ của lão quái vật Long Ứng Hoàng đó được? Cung chủ Thiên Cung thản nhiên nói, ta cược lão cá trạch kia sẽ không sống quá 10 phút trong tay Hạ Thiên. Chậc chậc chậc, Tô Mộng Lệ, chấp nhất này của ngươi, ta thật sự không thể nào hiểu được. Thanh niên đội tử quan nghi ngờ hỏi, vì sao ngươi lại có lòng tin mãnh liệt với Hạ Thiên như vậy? Cho dù hắn có nghịch thiên bát châm, nhưng bây giờ hắn ngay cả đệ ngũ châm cũng không dùng được, còn có thể làm được cái gì? Ánh mắt đẹp của cung chủ Thiên Cung ngưng lại, nhìn chằm chằm về phía trước, bởi vì Hạ Thiên đã xuất hiện. Hạ Thiên nhẹ nhàng nhảy lên, từ dưới đáy động bay ra, bay lên không trung, trực diện Long Gia lão tổ, này, lão cá trạch, ngươi đừng tưởng rằng bay lên trời thì ta không làm gì được ngươi. Muốn chết? Long Gia lão tổ mở cặp mắt vàng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, sau đó há miệng ra. Chỉ thấy một vệt kim quang lấp lóe trong miệng, khí tức màu vàng phun ra như nước suối, trong nháy mắt bao phủ Hạ Thiên lại. Ha ha ha! Thanh niên đội tử quan nhìn thấy cảnh tượng này, nhịn không được cười ha hả, tên Hạ Thiên kia thật sự ngu xuẩn đến mức muốn mạng, bị thần diễm của Long Ứng Hoàng phun trúng chính diện, lần này hắn không chết cũng phải bị lột ra. Mặt cung chủ Thiên Cung vẫn không thay đổi, đứng xem kịch là được rồi. Nếu mắt vô dụng thì ngươi có thể quyên góp. Sao? Thanh niên đội tử quan nghe cung chủ Thiên Cung nói xong, thoáng nghiêm túc lại, sau đó nhìn lên không trung, không khỏi cau mày. Hạ Thiên đương nhiên không bị đánh trúng, cũng không phải hắn sợ mà là hắn cảm thấy buồn nôn. Ngươi thật sự muốn ăn đòn, lại phun đàm lung tung như thế. Thân ảnh Hạ Thiên giống như quỷ mị chớp động, trực tiếp xuất hiện trên đầu Long Gia lão tổ. Sau đó, hắn một cước giẫm lên trán Long Gia lão tổ, khó chịu mắng, mất vệ sinh quá đi. Dựa theo lời nói của vợ băng băng, loại hành vi của ngươi rất không văn minh, đúng là muốn ăn đòn. Nói xong, hắn nắm chặt nắm đấm tùy ý đập vào mi tâm Long Gia lão tổ. Bành! Long Gia lão tổ không kịp né tránh, lập tức đón đỡ một quyền, sau đó ngã từ trên đám mây xuống u đàm. Cái này, thanh niên đội tử quan nhìn thấy, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ một quyền bình thường, tại sao lại có uy lực lớn đến như vậy? Cung chủ Thiên Cung nhếch miệng, lộ ra nụ cười không dễ gì phát giác. Rất nhanh, Long Gia lão tổ từ trong u đàm bay lên, lại phun một luồng thần diễm về phía Hạ Thiên. Thân ảnh Hạ Thiên lóe lên, tránh luồng thần diễm, kết quả đối diện lại bay đến một cái đuôi rồng, trong nháy mắt đánh bay hắn. Ha 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 ha, thanh niên đội tử quan không nhịn được lại cười lên, Hạ Thiên đúng là kém, lại bị chiêu thức rõ ràng như vậy đánh trúng, có thể thấy hắn đúng là hữu danh vô thực. Cung chủ Thiên Cung thản nhiên nói, câm cái miệng của ngươi lại đi. Hoặc yên tĩnh mà nhìn, hoặc bây giờ ta phế bỏ ngươi. Tô cung chủ, ngươi quá tự tin rồi. Thanh niên đội tử quan cười khẽ, khinh thường nói, chúng ta, cộng thêm Long Ứng Hoàng. Danh xưng tam đại đỉnh phong bên trong bí cảnh, thực lực không thua kém nhau bao nhiêu, trên cơ bản không ai giết được ai. Lần này, Long Ứng Hoàng bế quan rất có thể đã đột phá được bình cảnh, phá vỡ thế cân bằng giữa ba nhà chúng ta. Cung chủ Thiên Cung không thèm để ý người này nói nhảm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Tuy nhiên, thanh niên đội tử quan cũng không để ý, vẫn tiếp tục nói, người dẫn Hạ Thiên đến phá hỏng bế quan của Long Ứng Hoàng. Cái này ta không có ý kiến. Nếu ngươi muốn mượn Hạ Thiên diệt trừ Long Ứng Hoàng, mặc dù ta cảm thấy điều này không có khả năng nhưng ta không thích chủ trương này của ngươi. Ngươi có thích hay không chẳng liên quan gì đến ta. Ánh mắt cung chủ Thiên Cung lạnh lùng nhìn hắn ta, khinh thường nói, ta chẳng những muốn diệt trừ Long Ứng Hoàng, còn muốn diệt trừ ngươi, và đám yêu ma quỷ quái trong cực tiên mộ đó nữa. Thanh niên đội tử quan nhìn không được phình bụng cười to, ha 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 ha. Tô Mộng Lệ, ta không biết nên nói ngươi ngây thơ hay là nói ngươi ngu xuẩn nữa. Bí cảnh Thiên Cung đã đến thời điểm kết thúc rồi. Cung chủ Thiên Cung lạnh lùng nói, thần tướng tiên phong của Liên minh Thu Tiên đã đến, chẳng mấy chốc sẽ có người mạnh hơn đến. Nếu không thức tỉnh Phù Diêu Tiên Tử, cuối cùng chúng ta đều phải chết. Vạn năm trước, Phù Diêu Tiên Tử đã bế sinh tử quan, ai biết được nàng ta còn sống hay chết trong mộ chứ? Thanh niên đội tử quan nhìn cung chủ Thiên Cung, tuyệt không đồng ý, lạnh giọng phản bác, nơi này chẳng qua chỉ là tiên khí chi địa, linh khí mỏng manh.
cho dù liên minh tu tiên chú ý đến, cùng lắm cũng chỉ phái người đến tuần tra một phen, cũng không làm ra hành động quá kích. Ngược lại các ngươi tự tiện giết chết ba vị thần tướng tiên phong, đây mới là khiêu khích trần trụi. Ngươi không bắt Hạ Thiên lại, mang đến tu tiên liên minh để thỉnh tội, đây quả thật khiến người ta trăm mối không có cách giải. Cung chủ Thiên Cung khinh thường nói, ngươi không hiểu, chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn mà thôi. Hay là ngươi vừa mới nghe đến bốn chữ liên minh tu tiên thì ngươi đã sợ, gan đã bị dọa, đầu gối mềm nhũn, chỉ muốn quỳ xuống. Tô Mộng Lệ, ngươi cho rằng phép khích tướng như vậy sẽ hữu dụng đối với ta. Sắc mặt thanh niên đội tử quan đột nhiên lạnh lại, cơ thể phát ra một luồng sát khí lẫm liệt, trên đời vốn chẳng có chuyện gì cả. Tự các ngươi gây ra phiền phức, bây giờ còn muốn kéo ta xuống nước, các ngươi coi ma tộc chúng ta dễ khi dễ đúng không? Đây chính là ngươi nói. Cung chủ Thiên Cung tùy ý đáp lại một câu, ánh mắt một lần nữa nhìn ra xa, bởi vì Hạ Thiên chiến đấu với Long Gia Lão Tổ đã có biến hóa mới. Thanh niên đội tử quan vốn muốn nói thêm hai câu, bỗng nhiên nhìn về phía trước, lập tức ngẩn cả người. Hạ Thiên chẳng những đã quay lại, hơn nữa còn đứng trên lưng Long Gia Lão Tổ. Lúc này, cũng không biết hắn đã làm gì Long Gia Lão Tổ, chỉ thấy con dao long vảy đen kia kêu thảm lên. Âm thanh cực kỳ thê lương, khiến người vây xem phải dùng mình. Hạ Thiên, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Sau khi Long Gia Lão Tổ hét thảm, ông ta cố gắng nhịn đau, quát hỏi Hạ Thiên. Chẳng có gì, chỉ chữa bệnh cho ngươi mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười, giữ ngón tay sáng lên ngân châm, đâm vào đỉnh đầu Long Gia Lão Tổ mười mấy châm. Sau đó, hắn lui mấy chục bước, đâm tiếp lên lưng Long Gia Lão Tổ. Một lát sau, đại huyệt trên lưng Long Gia Lão Tổ gần như bị Long Gia Lão Tổ đâm qua một lần. Nghe nói rồng đều có gân, đáng tiếc ngươi dường như không có. Hạ Thiên thu lại ngân châm, gương mặt hiện lên sự nghi ngờ, ngươi hình như chỉ có một nửa. Thứ đồ chơi đó không thể xem là gân rồng, để ta giúp ngươi tìm nó ra. Dừng tay! Gương mặt Long Gia Lão Tổ hiện lên sự kinh hãi. Ông ta khổ tu gần vạn năm chính là muốn dẫn đến thiên kiếp. Sau đó độ kiếp hóa rồng. Một nửa gân rồng này chính là thứ để ông ta cậy vào, cũng chính là thành quả khổ tu lớn nhất vạn năm qua của ông ta. Nếu không còn, một thân tu vi của ông sẽ chảy hết về hướng đông, hơn nữa còn có khả năng biến thành một người bình thường. Khoan đã! Hạ Thiên cười nói, ta đã tìm được nó. Giống! Trong lòng Long Gia Lão Tổ kinh hoàng không thôi, lập tức cuồng hống, thân hình bắt đầu vặn vẹo. Còn hiện lên kim quang mỏng nhạt, hiển nhiên muốn thu lại dao long biến, trở lại thành hình người. Vô dụng thôi. Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự trào phúng, mấy đại huyệt của ngươi đã bị ta dùng ngân châm phong bế, ngươi không còn biến lại được hình người. Không, không. Long Gia Lão Tổ tức giận gầm rú, Hạ Thiên, nếu ngươi dám làm loạn, bản tổ có liều hết tu vi vạn năm cũng phải giết chết ngươi, còn có tất cả nữ nhân của ngươi, người nhà, bạn bè. Một người cũng không lưu lại. Từ đằng xa, cung chủ Thiên Cung tiếc nuối nói, vốn vẫn còn một tia sinh cơ, nhưng lại cứ muốn tự tìm đường chết. Hừ, Long Ứng Hoàng không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu. Thanh niên đội tử quan lại hừ lạnh một tiếng, có chút oán giận nói, nếu chọc giận ông ta, chỉ sợ ông ta sẽ kéo tất cả chúng ta đồng quy vu tận. Cung chủ Thiên Cung lắc đầu, ông ta đã thác thất lương cơ rồi. Trước mặt thực lực tuyệt đối, cái gọi là cơ hội tốt chỉ là cái rắm. Thanh niên đội tử quan đương nhiên không tin Long Gia Lão Tổ sẽ thua trong tay Hạ Thiên, ánh mắt hắn ta lộ ra sự phẫn nộ khó mà diễn tả bằng lời lẫn ghen ghét, Long Ứng Hoàng khổ tu gần vạn năm, giao long biến đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, cách chân long cũng chỉ một bước độ kiếp mà thôi. Hạ Thiên là cái gì chứ? Cung chủ Thiên Cung không nói gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Tu vi Hạ Thiên là trình độ gì? Chỉ lặp đi lặp lại mấy chiêu thức đó. Không quyền thì cước, không cước thì là châm. Hắn có thể thắng sao? Hắn không thắng được đâu. Hắn không có thực lực đó, biết không? Cung chủ Thiên Cung nghe xong những lời nói này, nhịn không được liền nói, cao thủ chết dưới tay Hạ Thiên nhiều vô số kể, trong đó không thiếu người có cảnh giới và tu vi cao hơn hắn. Vậy thì thế nào? Thanh niên đội tử quan hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, chẳng qua chỉ có vận khí tốt mà thôi. Hắn không có khả năng vĩnh viễn có vận khí tốt như vậy mãi. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt,
chênh lệch giữa hắn và Long Ứng Hoàng không cách nào đánh giá được. Tô cung chủ, người tốt nhất nên thiết thực một chút, đừng ký thác hy vọng vào loại người như vậy, trước tiên nên đạt được mục đích chân chính của mình rồi hãy nói. Thật ra, kế hoạch ban đầu của ngươi đã rất tốt, ngươi thay đổi làm gì? Đây chính là chuyện của bí cảnh thiên cung chúng ta, cũng là chuyện của người hầu cận Phù Diêu tiên tử chúng ta, cần chi phải để một người ngoài như hắn lẫn vào. Cung chủ thiên cung lẳng lặng lắng nghe, gương mặt lộ ra lạnh ý, ngươi chính là ghen ghét. Ghen ghét? Thanh niên đội tử quan không khỏi cười rộ lên, ta ghen ghét hắn. Nói đùa cái gì vậy? Thật ra, cung chủ thiên cung không có nói sai, thanh niên đội tử quan phát hiện mình có chút ghen ghét Hạ Thiên. Phát hiện này khiến cho hắn ta cực kỳ khó chịu. Hắn ta là một trong ba khôi thủ bên trong bí cảnh thiên cung, người sáng lập Lục Ma Đài, người phát ngôn duy nhất của ma chủ cực tiên mộ bên trong bí cảnh. Dạng người như hắn ta mới là nhân vật chính trên thế giới này, là tiêu điểm chú mục của tất cả mọi người. Bây giờ, hắn ta đứng ở đây, nhìn một thằng hề bên ngoài đại xuất danh tiếng. Hắn có gì để ta phải ghen ghét chứ? Thanh niên đội tử quan càng nói càng kích động, thúc hỏi cung chủ thiên cung, Tô Mộng Lệ, ngươi nói đi, nếu ngươi có thể nói ra, âm mỗ ta lập tức tự phế tu vi. Cung chủ thiên cung cười nhạt, đưa tay chỉ về phía trước, lo xem đi, sẽ có lúc ngươi đăng tràng, không cần phải gấp. Thanh niên đội tử quan cố nén hỏa khí trong lòng, đưa mắt nhìn Hạ Thiên và Long Gia Lão Tổ chiến đấu. Một bên khác, Long Gia Lão Tổ vẫn còn đang giãy giụa, thân hình bốc lên dưới u đàm, miệng quát mắng, Hạ Thiên, ngươi còn không dừng tay, bản tổ sẽ lập tức tự bạo, kéo bí cảnh này, thậm chí tất cả mọi người đồng quy vu tận. Vậy thì ngươi tự bạo đi. Vẻ mặt Hạ Thiên chẳng ra làm sao, động tác nửa khắc cũng không ngừng, nhanh chóng mò được vảy ngược của đối phương. Long Gia Lão Tổ vạn lần nghĩ không ra tiểu tử này lại khó chơi đến như vậy, một chút uy hiếp cũng không nhận, không thể làm gì được hắn. Cái này hẳn là vảy ngược của ngươi. Hạ Thiên tìm cả nửa ngày, rốt cuộc tìm được một khối lân phiến khá lạ dưới cổ Long Gia Lão Tổ. Mặc dù màu sắc khối lân phiến này cũng đen như những khối lân phiến khác, nhưng lại có viền vàng, mặc dù rất nhạt nhưng chỉ cần rót linh khí vào, nó sẽ sáng lên. Huống chi, chung quanh lân phiến còn mọc ra râu quai nón cực kỳ cứng, đồng loạt che khuất những lân phiến xung quanh. Dừng tay, mau dừng tay. Long Gia Lão Tổ đã bắt đầu luống cuống. Ông ta tu luyện gần vạn năm mới có chút tư thế hóa rồng. Nếu vảy ngược bị bóc, gân rồng bên trong cũng không giữ được. Đến lúc đó, thậm chí tính mạng cũng khó mà bảo đảm. Thật ngại quá, dừng lại không được. Hạ Thiên mỉm cười, đưa tay xé nát một cái râu quai nón. A! À, Long Gia Lão Tổ kêu thảm một tiếng, sau đó hoảng hốt kêu to, Hạ Thiên, thật ra ngươi cũng không có thâm cừu đại hận với bản tổ, cần chi phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Chỉ bằng chúng ta giao dịch với nhau như thế nào? Ngươi muốn cực tiên lệnh, bây giờ bản tổ cho ngươi. Hạ Thiên đang chơi rất vui, hiển nhiên lười quan tâm đến lệnh bài hay không lệnh bài, bây giờ, hứng thú của ta đối với tiên lệnh không lớn, nhưng ta lại hứng thú đối với gân rồng của ngươi. Long Gia Lão Tổ giận điên lên, cho dù ngươi phá vảy ngược của ta, lấy gân rồng của ta thì tính sao? Ngươi cũng không cần đến, ngược lại kết thù truyền kiếp với Long Gia ta, đối với ngươi cũng đâu có chỗ tốt gì. Ta không cần chỗ tốt. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bởi vì ta cao hứng. Long Gia Lão Tổ tức giận thiếu chút nữa nghiến răng rơi đầy đất. Ông ta rất muốn giết Hạ Thiên, đáng tiếc ông ta không làm được. Ông ta rất muốn gạt Hạ Thiên khỏi lưng mình, kết quả ông ta phát hiện ông ta hoàn toàn làm không được. Ông ta thậm chí muốn tự bạo để bảo toàn tôn nghiêm, nhưng trong lòng lại vô cùng tiếc mệnh. Đủ kiểu bất đắc dĩ khiến ông ta chỉ có thể thỏa hiệp. Long Gia Lão Tổ bắt đầu ăn nói khép nép, không phải vừa nãy ngươi đã nói sao, chỉ cần ta giao cực tiên lệnh cho ngươi, ngươi sẽ thả cho ta một con đường sống. Trong lúc ông ta đang nói chuyện, một luồng kim quang từ lợi chảo của ông ta bay ra, rơi xuống trước mặt Hạ Thiên, chính là cực tiên lệnh. Hạ Thiên nhếch miệng, khó chịu nói, vừa rồi ngươi còn nói muốn giết ta, còn có nữ nhân của ta nữa mà. Đó chẳng qua chỉ là nhất thời nói nhảm. Long Gia Lão Tổ lập tức giải thích, cho dù bản tổ có suy nghĩ này, ta cũng không phải đối thủ của các ngươi, không phải sao? Có phải là đối thủ hay không, về sau hãy nói. Hạ Thiên nói,
nhưng người nói những lời này, ta không thể nào để hắn ta còn sống sót. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Hỏa khí lại dâng lên trong lòng Long Gia lão tổ, ngươi nhất định phải đánh đến sống chết sao? Hạ Thiên cười một tiếng, đúng, ngươi chết, ta sống. Nói xong, tay hắn nhấc lên, bóc phẩy ngược kia ra. A, à, Long Gia lão tổ phát ra tiếng rên thảm, không khống chế được thân hình, ngã xuống u đàm. Tuy nhiên, Hạ Thiên một chút cũng không bị ảnh hưởng, một tay duỗi vào lỗ hổng vẩy ngược, tìm kiếm gân rồng. Long Ứng Hoàng thật sự già rồi, lại không dùng được như thế. Thanh niên đội tử quan từ đằng xa nhìn thấy, không khỏi nổi trận lôi đình, tiếp theo nhịn không được bước về phía trước một bước, xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Dừng tay cho ta. Thanh niên đội tử quan từ trên cao nhìn xuống Hạ Thiên, lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Hạ Thiên hoàn toàn không phản ứng đến hắn ta. Âm Thế Cực, nhanh, mau cứu ta. Vầy ngược Long Gia lão tổ bị bóp, khí lực trên người đã sớm mất 7-8 phần, ngã vào trong vũng bùn, không thể động đậy. Nhìn thấy người đến, ông ta lập tức kêu cứu, chỉ cần ngươi cứu ta, bản tổ về sau nhất định nghe theo chỉ lệnh của ngươi. Thế hệ Long Gia cũng phụng ngươi làm tôn. Thanh niên đội tử quan gật đầu, đây chính là hiệu quả mà hắn ta muốn. Nếu quả thật để Hạ Thiên rút gân rồng Long Gia lão tổ, đến lúc đó tam đại thế lực mất cân bằng, đối với hắn ta cũng chẳng có chỗ tốt gì. Về phần kế hoạch mà cung chủ Thiên Cung nói, hắn ta hoàn toàn không có hứng thú. Cái gì phù diêu tiên tử, cái gì liên minh tu tiên, hắn ta chỉ muốn có một, chính là âm thầm lớn mạnh thế lực sau lưng mình, sau đó tìm cơ hội chiếm đoạt toàn bộ bí cảnh Thiên Cung. Hạ Thiên, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Thanh niên đội tử quan phát hiện Hạ Thiên hoàn toàn không có phản ứng gì, không khỏi nổi trận lôi đình, thái độ cũng biến thành hung hăng, nếu ngươi còn không dừng tay, ngươi đừng trách ta không khách sáo. Ngươi là tên ngốc từ đâu xuất hiện thế? Hạ Thiên nhếch miệng, hờ hững hỏi một câu. Thanh niên đội tử quan hơi cụp mắt xuống, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ưu việt, thật ra, ngươi hẳn biết ta mới đúng. Mặc dù chúng ta không có liên lạc với nhau, nhưng chúng ta cũng gián tiếp có quen biết. Ta không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn nói, hoặc ngươi nói tiếng người, hoặc cút sang một bên. Lục Ma Đài, ngươi hẳn có nghe nói qua chứ? Thanh niên đội tử quan ngạo nghễ nói, năm đó, ta đã dẫn đầu khai sáng nó. Bên ngoài, trong khoảng thời gian này, ngươi hẳn đã nếm không ít đau khổ trong tay Lục Ma Đài rồi. Lúc này, Hạ Thiên mới ngẩng đầu nhìn người kia. Lại càng thêm khó chịu, thì ra đám ngu ngốc đó là người của ngươi. Trước đó thì phải, nhưng bây giờ thì không phải. Thanh niên đội tử quan cười nhạt, sau khi bọn họ rời khỏi bí cảnh Thiên Cung, ta đã bỏ mặc bọn họ tự do hoạt động. Tuy nhiên, những chuyện mà bọn họ làm, ta cũng có biết một hai. Ta chẳng quan tâm trước kia hay bây giờ. Bên trong giọng nói của Hạ Thiên còn mang theo chút tức giận, nếu ngươi đã là lão đại của bọn họ. Ta nhất định sẽ xử lý ngươi luôn. Xử lý ta? Thanh niên đội tử quan sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả, ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không? Ngươi có bản lãnh đó sao? Trong tay Hạ Thiên đột nhiên dùng sức, lập tức kéo một cái gân màu đen từ lỗ thủng vảy ngược, có chút khiêu khích nói, vừa rồi lão cá trạch kia cũng nói như vậy. A! À, Long Gia lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thê lương, máu màu xanh trong miệng phun ra. Trạng thái uể oải xuống. Chỉ là ánh mắt ông ta tràn ngập oán độc, nhìn thanh niên đội tử quan, hiển nhiên đang trách cứ hắn ta thấy chết không cứu. Hạ Thiên, ngươi đúng là minh ngoan bất linh, ngươi đang muốn chết. Thanh niên đội tử quan không nghĩ đến Hạ Thiên lại dám ra tay, thà đắc tội với Long Gia và hắn ta cũng muốn kéo gân rồng của Long Ứng Hoàng gia. Bù! Hạ Thiên cũng không trả lời, đột nhiên kéo một cái, gân rồng lập tức bị lôi ra ngoài mấy mét. Cơ thể Long Gia lão tổ co rụt lại, sinh cơ trong mắt cũng ảm đạm xuống, cách cái chết còn thiếu một bước, miệng yếu ớt nói một câu, âm thế cực, vừa rồi ngươi đã đồng ý với bản tổ mà. Ta bảo ngươi dừng tay. Thanh niên đội tử quan đã bị Hạ Thiên chọc giận, khẽ quát một tiếng, đưa tay đánh về phía Hạ Thiên. Một chưởng này nhìn rất nhẹ nhàng, thật ra lại có một luồng cương phong dùng tốc độ cực nhanh phóng ra ngoài. Trong nháy mắt đã đánh trúng cơ thể Hạ Thiên. Oanh! Cương phong như sấm, đánh Hạ Thiên trong cháy ngoài cháy. Cuồng phong như một trận gió mạnh thổi tới, cháy rụi Hạ Thiên,
khiến hắn trong nháy mắt biến thành tro bụi, tiêu tán trong không trung. Thanh niên đội tử quan cũng không cao hứng, ngược lại mặt trầm như nước. Bởi vì một trưởng này, hắn ta đánh hụt. Thiêu sạch vừa rồi thật ra chỉ là tàn ảnh của Hạ Thiên mà thôi. Đây chính là thần diễm của ngươi. Giọng điệu lười biếng đặc biệt của Hạ Thiên vang lên phía sau thanh niên đội tử quan. Bốp! Thanh niên đội tử quan xoay người vỗ một trưởng, ngoài miệng nói, đừng có sử dụng quái chiêu do Long lão quái sáng tạo ra lên người của ta. Ta dùng chính là tam phân kiếp ý do chính ta sáng tạo ra. Vừa nói, một tiếng nổ vang lên, lôi ý tràn ra. Phạm vi mấy chục mét đằng sau hắn ta đều bị nổ thành tiêu địa. Đây cũng chính là một ý. Hạ Thiên vọt đến trước mặt thanh niên đội tử quan, biểu hiện khinh thường, cho dù lấy cái tên mới, nó sẽ cao minh hơn chiêu thức của lão cá trạch kia sao? Tam phân kiếp ý của ta so với thần diễm của lão quái vật còn cao minh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Thanh niên đội tử quan giống như bị sỉ nhục, giận tái mặt, một người ngoài như ngươi thì biết cái gì? Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ ngươi ngay cả kiếp lực là cái gì cũng không biết. Long gia lão tổ còn lại một hơi cuối cùng, bây giờ có chút không chịu nổi, nhịn không được liền thúc giục, âm thế cực, người mau cứu ta nhanh lên, đừng nói nhảm nữa. Ông ta cũng biết sở dĩ âm thế cực trì hoãn không cứu ông ta, thật ra chính là muốn mượn cơ hội yêu cầu chỗ tốt càng nhiều càng tốt. Nếu là bình thường, ông ta tuyệt đối không thỏa hiệp nửa phần. Bây giờ thì không giống, gân rồng của ông ta đã bị Hạ Thiên nắm chặt. Sinh tử chỉ nằm trong một ý niệm của tên tiểu tử đó, thật sự không cách nào tiêu hao được nữa. Long gia lão tổ tiếp tục nói, chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ngươi muốn cái gì bản tổ cũng đều đáp ứng ngươi. Đừng ồn ào nữa, không ai cứu được ngươi đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, vừa rồi, khi hắn lách mình, gân rồng trong tay vẫn chưa từng buông ra. Bây giờ sức mạnh lại nặng thêm một phần. Sắc mặt Long gia lão tổ trắng bệch, cái chết đang dần dần tiến đến. Nhưng rõ ràng vẫn còn một chút hy vọng sống, đành phải ký thác toàn bộ hy vọng lên người âm thế cực, người mau giết hắn đi. Nếu ta chết rồi, người sẽ không còn chỗ tốt, hơn nữa, đời đời con cháu Long gia sẽ không bỏ qua cho người đâu. Nếu người còn thúc giục nữa, người có tin ta sẽ để hắn xử lý người hay không? Âm thế cực đương nhiên khó chịu, hắn ta có ý tốt đến cứu người, lão quái vật này còn dám uy hiếp hắn ta. Ông ta đúng là không biết mùi vị, không rõ tình thế. Tuy nhiên, rất nhanh hắn ta đã lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói, có ta ở đây, hắn không dám giết ngươi, cũng không giết được ngươi. Vậy là tốt rồi. Long gia lão tổ cảm thấy yên tâm hơn một chút, mau ra tay đi, ta sắp không chịu nổi rồi. Yên tâm. Âm thế cực thuận miệng trấn an một câu, sau đó quay sang nói với Hạ Thiên, chỉ cần ngươi thả Long ứng hoàng gia. Ngươi có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì, ta cam đoan sẽ khiến ngươi hài lòng. Hạ Thiên nghe âm thế cực nói, không khỏi mỉm cười, ngươi ngược lại đã nhắc nhở ta, ta xác thực nên giải quyết lão cá trạch này trước rồi hãy nói. Nói xong, hắn đột nhiên kéo một cái, kéo đứt gân rồng ra khỏi cơ thể Long gia lão tổ. Gân rồng cứng vô cùng, lại co giãn 10 phần. Sau khi rời khỏi cơ thể Long gia lão tổ, nó nhanh chóng rút ngắn lại. Cuối cùng rút còn bằng một viên thuốc màu vàng đen, được Hạ Thiên nắm trong lòng bàn tay. A! À, Long gia lão tổ một lần nữa phát ra tiếng hét thảm, dùng hết khí lực cuối cùng quát lớn, âm thế cực, ngươi không nói đạo nghĩa. Bản tổ có làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Âm thế cực không khỏi ngây cả người. Hắn ta vạn lần không nghĩ đến lão quái vật Long ứng hoàng trước khi chết không mắng Hạ Thiên mà là hắn ta. Hạ Thiên, ngươi dám giết người trước mặt ta. Âm thế cực cảm thấy mặt mũi của mình mất hết, toàn bộ xấu hổ và lửa giận đều chuyển hết lên người Hạ Thiên, giết người mà ta bảo vệ, ngươi chính là muốn chết. Nếu ta không trừng phạt ngươi, về sau ta làm thế nào mà lăn lộn trong giới được nữa? Vậy thì ngươi đừng có lăn lộn, chuyển sang cút đi. Hạ Thiên tùy ý thu gân rồng bằng viên thuốc vào, sau đó nói với âm thế cực, vừa rồi ngươi nói ngươi là thế lực nào bên trong bí cảnh vậy? Ta là ma khôi. Một trong tam khôi, tên âm thế cực. Âm thế cực kiêu ngạo nhìn chằm chằm Hạ Thiên, trong giọng nói lộ ra hàn ý. Không đúng. Hạ Thiên nhếch miệng, trước đó ta nghe Đoạn Tí Vương hay Đoạn Kiếm Vương gì nói, bên trong bí cảnh thiên cung có ba nhà một tông bốn thế lực, chứ chưa nghe nói đến ma khôi gì cả.
Âm Thế Cực cười nhạo, bởi vì cực tiên lệnh của Thượng Quan gia và Tiêu gia đã sớm bị ta lấy từ 10 năm trước rồi. Nói như vậy, trên người ngươi có hai tấm cực tiên lệnh. Hạ Thiên hứng thú, cười hỏi. Không sai, trên người ta có hai khối cực tiên lệnh. Âm Thế Cực lạnh lùng nói, thật ra, ban đầu ta cứu Long Ứng Hoàng cũng vì cực tiên lệnh trên người ông ta. Bây giờ nó đã bị ngươi chiếm, đương nhiên ta phải hỏi ngươi rồi. Hạ Thiên cười nói, thật ngại quá, hai miếng trong tay ngươi, ta cũng muốn. Ngươi muốn vào cực tiên mộ. Gương mặt Âm Thế Cực hiện lên sự khinh thường, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh đó. Chỉ bằng đưa cực tiên lệnh cho ta, dựa vào ta đổi lấy một ít chỗ tốt. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhẹ nhàng nói, có bản lãnh hay không, dùng miệng nói không tính, đánh một trận mới biết được. Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu, tốt nhất ngươi nên có chiêu thức nào khác mạnh hơn lão cá trạch kia một chút. Bằng không, sẽ không thú vị đâu. Ta đại khái biết được vì sao ngươi lại tự đại đến như vậy. Âm Thế Cực lạnh lùng nhìn cơ thể tàn phế của Long Gia lão tổ, có chút cảm khái, ngươi dường như có khả năng lừa gạt cùng thân pháp tốt. Khi ngươi chiến đấu với người khác, ngươi vừa bày ra cạm bẫy khiến người khác sinh ra ngộ phán, vừa dùng thân pháp cao minh của mình ẩn núp, sau đó từ trong bóng tối đánh lén, một kích tất chúng. Hạ Thiên có chút không được kiên nhẫn, muốn đánh thì đánh, nói lời vô dụng làm gì. Tuy nhiên, thái độ của ngươi như thế chẳng có tác dụng đối với ta. Âm Thế Cực chắp hai tay sau lưng, bày ra tư thái cao nhân, bởi vì ta là ma tộc, cơ thể vô hình, ngươi đánh lén cũng vô dụng thôi. Thôi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên lắc đầu, lục ma đài của ngươi ở bên ngoài cũng bị ta xử lý như thường. Đừng đánh đồng ta với bọn họ. Âm Thế Cực có chút căm ghét nói, bọn họ ra bên ngoài, chính là phế bỏ cơ thể thiên ma tự nhiên, tất nhiên sẽ bị ngươi lợi dụng. Còn ta, sau khi sinh ra vẫn ở bên trong giới, ngày đêm hấp thu linh khí, cách cơ thể chân ma chỉ có một bước. Hạ Thiên bĩu môi, ta lười quan tâm ngươi là chân ma hay giả ma, ta chỉ hỏi một câu, ngươi đánh hay không? Cho ngươi thể diện mà ngươi không cần. Ánh mắt Âm Thế Cực tràn ngập sát ý, ban đầu, ta nể mặt Tô Cung Chủ, muốn tha cho ngươi một mạng. Đáng tiếc ngươi lại không biết chân quý, vậy thì ngươi cũng đừng trách ta. Thật sao? Hạ Thiên thành thật nói, ta không cần ai nể mặt cả. Từ trước đến nay, ta luôn là người biết nói lý. Bây giờ ngươi đưa cực tiên lệnh cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Làm càn. Âm Thế Cực bị Hạ Thiên chọc giận. Lập tức một trưởng vỗ tới. Oanh! Lôi ý vang lên, trong phạm vi vài dặm trong nháy mắt bị bao phủ, cơ thể tàn phế của Long Gia lão tổ chịu không nổi áp lực, nhanh chóng vỡ vụn. Hừ, ta biết ngươi sẽ tránh mà. Lãnh mâu Âm Thế Cực khẽ động, nắm được tung tích của Hạ Thiên, lập tức vọt đến, hiện hình cho ta. Sao? Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự nghi ngờ nhưng rất nhanh thân hình lại biến mất. Vô dụng thôi. Âm Thế Cực hừ nhẹ một tiếng, thân pháp của ngươi thật ra rất tinh diệu nhưng ngươi sử dụng lại quá thô ráp, giống như không dồn hết tâm tư của mình cho nó. Hạ Thiên có chút không hiểu, chỉ là thân pháp thôi mà, sử dụng còn cần tâm tư gì chứ? Chính là nó. Âm Thế Cực cười nói, ngươi chính là lợn rừng không ăn được gạo hảo hạng. Có cho ngươi công pháp lợi hại hơn nữa, ngươi cũng không biết sử dụng, chỉ dùng nó dựa vào bản năng, đúng là lãng phí. Ngươi hiểu được tinh diệu của thân pháp sao? Ngươi có biết đại đạo võ công sao? Ngươi cái gì cũng không biết, chỉ dùng linh tinh, chẳng khác nào mãng phu. Hạ Thiên hiển nhiên không tán đồng quan điểm này. Hắn lười biếng nói, võ công cũng được, thân pháp cũng được, hay cái gì khác cũng được, có thể sử dụng là được, những thứ khác chỉ là nhảm nhí. Quả nhiên là đàn gảy tai trâu. Âm Thế Cực nghe Hạ Thiên nói, lại càng thêm khinh thường. Người như ngươi lại có thể sống đến bây giờ, thật đúng là kỳ tích. Long Ứng Hoàng quả nhiên già nên hồ đồ, công lực thoái hóa đến nước này, ngay cả một tiểu nhân vật như ngươi cũng không đánh lại. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi nói đến nghiện à? Ngươi có muốn đánh nữa không? Hừ, chiêu thức của ngươi ta đã nhìn thấu. Bây giờ ta sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên, Âm Thế Cực lạnh nhạt nói. Hạ Thiên cũng mỉm cười, thật ra ta cũng nhìn thấu chiêu thức của ngươi. Trường lực của ngươi cũng vô dụng đối với ta. Vậy chúng ta so tài xem thực hư như thế nào? Sắc mặt Âm Thế Cực lạnh lại, đáy mắt không hề che giấu sát khí,
thân hình hóa thành tàn ảnh đưa tay chụp về phía ngực Hạ Thiên. Một trường nhẹ nhàng như gió. Trường phong đến, ngay cả không khí cũng bị đánh nát. Mơ hồ còn có âm thanh phong lôi chiến minh. Ngay cả Hạ Thiên dường như cũng bị uy thế đột nhiên xuất hiện này làm cho kinh hãi, không thể động đậy. Ngươi đừng hòng né tránh. Âm Thế Cực mỉm cười, gương mặt lộ ra vẻ đắc ý, quên nói cho ngươi biết, tam phân kiếp ý của ta có công hiệu trấn nhiếp tinh thần. Chỉ cần ngươi bị trưởng phong bao phủ, ngươi sẽ không có khả năng cử động được. Oanh! Trong lúc nói chuyện, bàn tay của hắn ta thừa cơ đánh trúng Hạ Thiên. Một luồng khí kình như phong lôi rót toàn bộ vào cơ thể Hạ Thiên, sau đó ầm ầm nổ tung. Chỉ thấy sắc mặt Hạ Thiên thay đổi, há miệng phun ra một ngụm máu. Hạ Thiên, ngươi thua rồi. Âm Thế Cực khẽ hừ một tiếng, lộ ra biểu hiện ngạo nghễ, lần này ta đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, ngươi đã chết. Ngươi thua rồi. Hạ Thiên bỗng ngóc đầu lên, lau vết máu nơi khóe miệng, nở nụ cười kỳ dị, lần này ta đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, hiện tại ngươi đã chết. Sao? Âm Thế Cực cau mày, nhìn Hạ Thiên đối diện, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, bởi vì đối phương lặp lại những gì mà hắn ta đã nói. Chẳng lẽ, hắn ta bỗng nhiên hoảng hốt, sau đó kinh ngạc phát hiện người thổ huyết là mình, vô thức sờ tay lên khóe miệng, quả nhiên tay đầy máu. Còn đối diện, Hạ Thiên vẫn bình yên vô sự đứng đó, đứng ở vị trí của hắn ta vừa rồi, đang chào phúng hắn ta. Chuyện này là như thế nào? Ánh mắt Âm Thế Cực tràn ngập vẻ không thể tin nổi, vừa rồi rõ ràng ta đã đánh trúng ngươi, sao lại thế này? Vậy ngươi nói như thế nào? Lúc này, mặt Hạ Thiên biến thành mặt một nữ nhân tuyệt mỹ, chính là mặt cung chủ Thiên Cung. Là ngươi, ngươi lại dám đánh lén ta? Âm Thế Cực không thể tin được, chỉ vào cung chủ Thiên Cung, ngươi sợ hắn chết trong tay ta, cho nên ngươi mới nhúng tay vào sao? Cung chủ Thiên Cung lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi ở bên trong bí cảnh quá lâu, an giật mấy ngàn năm, giác quan đã chỉ độn đến trình độ này rồi sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Âm Thế Cực đích thật không hiểu cung chủ Thiên Cung đang nói cái gì, nghi hoặc trong đầu càng lúc càng đậm. Cung chủ Thiên Cung mỉm cười, chậm rãi đưa tay chỉ về phía trước. Cái gì? Âm Thế Cực có chút mờ mịt nhưng vẫn thuận theo hướng mà nàng chỉ. Nhìn thấy, trong mắt của hắn thiếu chút nữa rơi xuống. Từ đằng xa, một con dao long vàng đen đang giãy giụa giữa không trung, còn trên lưng rồng đứng thẳng một thân ảnh mảnh mai nhưng mạnh mẽ, rắn giỏi. Bóng người kia dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trên lưng dao long, con dao long hiển nhiên rất lo lắng nhưng lại không có biện pháp ứng đối. Một lát sau, cơ thể con dao long căng lại, sau đó rơi xuống không trung, rơi vào bên trong vũng bùn. Người trên lưng chẳng những lông tóc không thương, ngược lại còn bóc được vảy ngược, lấy được gân rồng của đối phương. Người đó tất nhiên là Hạ Thiên, còn dao long đương nhiên là Long Gia Lão Tổ. Nhưng cảnh tượng này không phải đã xảy ra vừa nãy rồi sao? Trong lòng Âm Thế Cực dâng lên một cảm giác không vui. Vừa nãy, hắn ta đã thừa dịp này nhảy đến ngăn Hạ Thiên rút gân rồng Long Ứng Hoàng. Kết quả, hắn ta đã đánh nhau với Hạ Thiên. Cuối cùng hắn ta thắng. Nhưng sau khi hắn ta thắng, một cảnh tượng quỷ dị đã phát sinh, khiến hắn ta biến thành bộ dạng như bây giờ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Âm Thế Cực tâm loạn như ma, nhất thời không biết rõ chuyện gì xảy ra, đành phải nhìn chằm chằm cung chủ Thiên Cung, buộc nàng đưa ra một đáp án hợp lý. Ngươi còn chưa hiểu. Cung chủ Thiên Cung có chút thất vọng lắc đầu, sau đó kiên định nói, lựa chọn của ta hoàn toàn chính xác. Lựa chọn của ngươi. Gương mặt Âm Thế Cực chỉ toàn là sự kinh ngạc, ngươi lựa chọn cái gì? Cung chủ Thiên Cung cười nhạt, ngươi không phải muốn biết vì sao ta chọn chúng Hạ Thiên sao? Không sai, điều này vẫn khiến ta trăm mối không có cách giải. Âm Thế Cực bị di chuyển sự chú ý, sự ghen ghét cũng phóng thích ra bên ngoài, tư chất hắn bình thường, hình dạng cũng bình thường, tu vi cũng bình thường. Rõ ràng có được nghịch thiên bát châm cũng được xem là công pháp cao giai, nhưng hắn lại không biết chân quý, cũng chỉ dùng đi chữa bệnh, đi tán gái, hoàn toàn không có chí lớn, có thể nói là phế vật không chút giá trị. Hắn ta càng nói càng tức, giọng nói đã gần như phát tiết, loại người này đơn giản chính là đá trong vũng bùn, ta thật sự không nghĩ ra ngươi nhìn chúng hắn ở điểm nào, lại còn muốn nâng đỡ hắn.
Điều này quả thật là ô nhục của tất cả mọi người trong giới chúng ta. Ha ha, lòng ghen tị của ngươi một chút cũng không mất đi. Cung chủ Thiên Cung nghe xong, không khỏi thất vọng lắc đầu, trải qua chuyện vừa rồi, ngươi vẫn không tiếp thu được bài học gì cả. Cho nên, mấy năm qua, ngươi đã bị sự tự đại mài hết sắc bén, trở nên quá chỉ độn. Âm Thế Cực sửng sốt một chút, trong đầu lướt qua một suy nghĩ, sau đó nhìn chằm chằm cung chủ Thiên Cung, vừa rồi ngươi thi triển di hồn thuật với ta. Bây giờ ngươi mới phát hiện được sao? Cung chủ Thiên Cung lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi nói đi, có phải ngươi đã lạc hậu hơn thời đại rồi không? Âm Thế Cực không khỏi cười nhạo, ý của ngươi là, Hạ Thiên là thời đại mới. Ánh mắt cung chủ Thiên Cung nhìn thẳng phía xa, kiên định nói, Hạ Thiên chẳng những là thời đại mới, mà ta sẽ còn giúp hắn trở thành đỉnh cao của thời đại mới này. Dựa vào cái gì, Hạ Thiên hắn xứng sao? Đáy lòng Âm Thế Cực dâng lên một oán khí, bây giờ ta đi giết hắn. Ngươi còn muốn thua lần nữa sao? Cung chủ Thiên Cung thản nhiên nói, cảnh tượng vừa rồi, thật ra chính là thôi diễn những gì sẽ phát sinh sau khi ngươi chạy đến. Nhưng rõ ràng là ta thắng mà. Âm Thế Cực cao giọng phản bác. Tuy nhiên, trong lòng hắn ta có chút nghi hoặc, trước khi hắn ta tỉnh lại, hắn ta chẳng biết tại sao người thổ huyết lại biến thành chính mình. Cung chủ Thiên Cung mỉm cười, lắc đầu, ngươi không cần đoán, người thổ huyết chính là ngươi. Âm Thế Cực cau mày, không thể nào. Thuận tiện nói thêm câu nữa. Cung chủ Thiên Cung nói tiếp, thôi diễn vừa rồi là tình huống ngươi có khả năng thắng Hạ Thiên nhất. Ngoài ra, kết cục của ngươi chắc chắn phải chết, mà chết còn rất dứt khoát, không hề có cơ hội hoàn thủ. Đánh giám. Âm Thế Cực làm sao có thể tiếp nhận suy luận này, Long Ứng Hoàng đấu với hắn lâu như vậy, ý của ngươi là, ta ngay cả lão quái vật của Long gia cũng không bằng. Cung chủ Thiên Cung gật đầu, ngươi đương nhiên lợi hại hơn Long Ứng Hoàng. Ông ta bế quan quá lâu, hết thảy cơ năng đã thoái hóa, cơ thể thật ra đã sớm tàn yếu không chịu nổi. Nhưng ngươi cũng chẳng có gì tốt hơn, không phải sao? Lúc này, Âm Thế Cực chỉ im lặng, không biết nên nói cái gì. Dù sao nơi này cũng là trái đất, không phải khu vực bổn nguyên của chúng ta. Cung chủ Thiên Cung thở dài, bất đắc dĩ nói, cho dù là Phù Diêu tiên tử, thực lực của nàng ta cũng dần dần suy yếu ở cái nơi tiên khí chi địa này. Cho nên nàng ta mới lựa chọn bế sinh tử quan vạn cổ. Thật ra, chúng ta đều là côn trùng ký sinh trên người tiên tử mà thôi. Nàng ấy còn không chống được bao lâu, chúng ta còn có thể tiêu dao bao nhiêu năm chứ? Âm Thế Cực nhìn không được giải thích, cho dù Phù Diêu tiên tử có trở nên yếu đi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa Hạ Thiên mạnh hơn ta. Ngươi nên toàn lực ủng hộ ta mới đúng. Chỉ cần ta có thể dẫn độ thiên kiếp. Đến lúc đó ta có thể mang các ngươi quay về liên minh tu tiên, thậm chí còn gõ mở đại môn chân tiên giới. Cứ nằm mộng không thiết thực như vậy, ngươi còn muốn nằm bao lâu? Biểu hiện cung chủ Thiên Cung lạnh lại, lạnh lùng nói, Hạ Thiên còn mạnh hơn cả ngươi, hy vọng còn lớn hơn ngươi, bởi vì hắn là người mà ý chí trái đất chọn chúng, cũng là người có khả năng đánh vỡ chế tài đại đạo của liên minh tu tiên, cuối cùng dẫn đầu chúng ta xông ra khỏi gông cùm xiềng xích của tiên khí chi địa. Ngươi không tin ta lại đi tin một người bình thường bên ngoài. Lòng đố kỵ của Âm Thế Cực một lần nữa dấy lên, thiêu đến mặt hắn ta vặn vẹo, ta không tin hắn là ý chí trái đất chọn chúng. Nơi này chỉ là một tinh cầu linh khí mỏng manh, có ý chí gì có thể nói chứ? Cho nên nói, ngươi đã lỗi thời rồi. Cung chủ Thiên Cung lắc đầu, đến bây giờ ngươi còn không phát hiện, ý chí trái đất thật ra đã có từ sớm, chỉ là ngươi vẫn luôn tận lực xem nhẹ mà thôi. Nói một vạn lần nữa ta cũng không phục Hạ Thiên. Trong lòng Âm Thế Cực lập tức đưa ra quyết định, bây giờ ta qua đánh nổ hắn, để ngươi tận mắt nhìn thấy rốt cuộc ai mới là người thiên mệnh chân chính. Sắc mặt cung chủ Thiên Cung lạnh lại, có chút cảnh cáo, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi đừng nên đi chịu chết. Bây giờ ta qua bên đó giết hắn. Âm Thế Cực không thể nhịn được nữa, thả người lướt lên, hóa thành một đạo tàn ảnh bay đến trước mặt Hạ Thiên. Lần này hắn ta ngay cả chào hỏi cũng không thèm, thừa dịp Hạ Thiên còn đang thu gân rồng, vận tam phân kiếp ý với công lực mạnh nhất đánh vào ót Hạ Thiên. Tuy nhiên, ngay khi hắn ta cảm thấy thành công, hắn ta bỗng dưng phát hiện Hạ Thiên đột nhiên biến thành kẻ đối diện, ánh mắt tràn ngập sự trào phúng. Điều này sao có thể? Âm Thế Cực cả kinh, thân pháp của hắn ta vô cùng nhanh,
gần như ngang bằng với Phong Lôi, cộng thêm hắn ta đánh lén, làm sao Hạ Thiên có thể phát hiện được? Ngươi không biết đánh lén là hành vi rất đáng xấu hổ sao? Hạ Thiên cũng không để ý người này đang suy nghĩ chuyện gì, chẳng qua cảm thấy phiền chán, siết chặt nắm đấm đập tới, vợ tóc vàng đã nói, đối phó loại ngu ngốc như ngươi, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp xử lý. Bành! Một quyền này đơn giản trực tiếp, vẫn không hề có chút sức lực nào. Nhưng Âm Thế Cực chỉ cảm thấy mặt của mình giống như bị ngọn núi đụng trúng, xương sọ vỡ nát từng khúc một, sau đó một cảm giác nổ tung lan tràn toàn thân. Chưa đến nửa giây, cả người hắn ta giống như một quả dưa hấu bề ngoài hoàn hảo nhưng bên trong đã nát như. Trước khi ý thức hoàn toàn tiêu tán, Âm Thế Cực cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời cảnh cáo của cung chủ Thiên Cung. Đáng tiếc đã quá muộn, cả người hắn ta bay đến vài trăm mét, đâm vào tường viện Tiền Đình Long Gia, khiến cho toàn bộ viện lạc đều bị cày nát. Sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, không còn tiếng thở nữa. Người này chính là Ma Khôi Âm Thế Cực. Hắn ta bị một quyền của Hạ Thiên oanh sát rồi. Long Gia lão tổ vừa mới bị rút gân rồng, bây giờ lại giết Ma Khôi, chẳng lẽ không có ai trị được hắn hay sao? Hạ Thiên là đại ma đầu giết người không chớp mắt, nếu chẳng may giết đến hứng, giết sạch chúng ta thì làm sao bây giờ? Trong khoảnh khắc, hai khôi thủ trong giới đã bị kẻ kinh khủng đó giết chết, chỉ sợ chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Xong rồi, sớm biết như thế, ta không nên đến tham gia vạn thọ yến này. Bên trong Tiền Đình Long Gia vang lên tiếng ồn ào, có một số con em Long Gia kêu rên, cũng có một số tân khách hối hận. Có người nói với người khác, không phải còn Tiêu Gia, Thượng Quan Gia và Cung Chủ Thiên Cung sao? Tiêu Quân Tiện đứng trong đám người, không khỏi cười khổ, đừng nói chuyện đó. Tiêu Gia chúng ta bởi vì thế trong này nhỏ, cho nên mới ra bên ngoài để phát triển. Tuy nói chúng ta còn có chút lực ảnh hưởng bên ngoài, nhưng bên trong giới đã, câu nói kế tiếp không cần nói ra, nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Lại có người nói, Thượng Quan Gia cũng đừng nghĩ, bọn họ đã sớm thần phục Âm Thế Cực rồi. Hiện tại Âm Thế Cực đã chết, còn cái gì để hát nữa chứ? À, đây không phải Cung Chủ Thiên Cung sao? Nàng ấy đang đi tìm Hạ Thiên. Hiện tại, nàng ấy là hy vọng duy nhất trong giới. Trong lúc mọi người thoáng phấn chấn lại một chút, kết quả lại nhìn thấy một cảnh tượng mở rộng tầm mắt. À, tại sao nàng ấy lại ôm tên ma đầu Hạ Thiên? Cực tiên lệnh của ta đưa cho ngươi luôn. Cung Chủ Thiên Cung xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Nở nụ cười như có như không, người cầm chúng đến trước mộ thất cực tiên mộ đi. Hạ Thiên cũng không tiếp nhận cực tiên lệnh, chỉ ôm lấy cung chủ Thiên Cung, thì thầm bên tai, ngươi là Tô Mộng Lệ, hay nói Tô Mộng Lệ là ngươi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Cung chủ Thiên Cung cũng không giãy giụa, sắc mặt vẫn lạnh nhạt từ đầu đến cuối, ta chính là Tô Mộng Lệ chính là ta. Hạ Thiên thấy nàng thẳng thắn thừa nhận, trong lòng không khỏi nghi hoặc một chút. Không đúng, nếu Tô Mộng Lệ và ngươi cùng là một người, ta phải nhận ra mới đúng chứ. Bây giờ chẳng phải ngươi đã nhìn thấy rồi sao? Gương mặt cung chủ Thiên Cung bỗng nhiên thay đổi, biến thành dáng vẻ của Tô Mộng Lệ, thân là cung chủ, ta không tiện cất bước ở bên ngoài, rất dễ gây ra xung đột. Cho nên, dáng vẻ này là ta cố ý tạo ra, dùng để tiếp xúc với các tổ chức khác, thu hoạch tư liệu trực tiếp. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Hạ Thiên mất hứng nói. Thật ra rất đơn giản. Cung chủ Thiên Cung thản nhiên nói, bởi vì trước đó ta dùng kiếp lực để che chắn, khi đó ngươi không biết cái gì là kiếp lực, cho nên ngươi mới không nhận ra. Nghe xong, Hạ Thiên ngược lại có thể tiếp nhận. Bởi vì khi hắn đánh nhau với Man Sơn thần tướng, hắn mới mơ hồ cảm nhận được cung chủ Thiên Cung có cảm giác quen thuộc. Thế nào, ngươi không quen à? Cung chủ Thiên Cung khôi phục lại hình dạng của mình. Sau đó nói, vậy ngươi thích dáng vẻ nào của ta? Nếu như ngươi thích, ta có thể biến thành cơ thanh ảnh, hoặc tách ấn tượng Tô Mộng Lệ trong đầu ngươi ra. Hạ Thiên thuận miệng nói, vậy ngươi chẳng phải không có tên sao? Tên thôi mà, chỉ cần lấy một cái là được. Cung chủ Thiên Cung lạnh nhạt nói, ban đầu, cái tên Tô Mộng Lệ là do Phù Diêu tiên tử ban cho ta trả lại cho nàng ấy là được thôi mà. Thôi tách ra đi. Hạ Thiên khá dứt khoát. Nghiêm túc nói, ta không quen nhìn hai người như một người. Chủ yếu nàng ta không xinh đẹp bằng ngươi, nhưng dáng người nàng ấy xem như không tệ. Được,
Cung chủ Thiên Cung không chút do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý, tuy nhiên, cái này phải cần chút thời gian. Hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta biết ngươi muốn nói cái gì, muốn ta tranh thủ thời gian chứ gì. Cung chủ Thiên Cung bỗng nhiên đưa tay ra chộp lấy, chỉ thấy cực tiên lệnh của Long Gia Lão Tổ và cực tiên lệnh trên người âm thế cực bay đến lòng bàn tay của nàng. Cộng thêm một khối của nàng, tổng cộng bốn khối nàng đều nhét hết vào tay Hạ Thiên. Ngươi cầm bốn tấm cực tiên lệnh này đi về hướng đông 300 dặm, ở đó có một mộ môn, ngươi cất kỹ bốn tấm lệnh bài này, khi đó ngươi có thể tiến vào cực tiên mộ. Cung chủ Thiên Cung chậm rãi dặn dò Hạ Thiên, giọng nói khá bình tĩnh, ngữ khí cũng rất bình ổn, giống như đang nói một việc gì đó rất bình thường, về phần làm thế nào để tiến vào khu vực hạch tâm cực tiên mộ, cái này ngươi cần phải phối hợp với các nữ nhân của mình. Các nàng ở đâu rồi? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Muốn mở cánh cửa cực tiên mộ chỉ có tam giới cộng minh. Cung chủ Thiên Cung mỉm cười, chúng nữ nhân của ngươi đã mở một cái, sau đó trải qua sự sắp xếp của Dạ Ngọc Mị đã chia thành ba tiểu tổ, tiến vào Quy Khư, U Minh và Thiên Cung. Đương nhiên, hai cái trước đã bị tàn phá không chịu nổi nhưng không sao, hạch tâm bí cảnh đã được Trương Lăng Linh thu phục. Hạ Thiên cười nói, các nàng ai sẽ đến bí cảnh Thiên Cung? Ta không biết. Cung chủ Thiên Cung khẽ lắc đầu, nếu ngươi muốn tìm các nàng, vậy thì phải tốn chút công phu rồi. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, mặc dù ta ủng hộ ngươi tiến vào cực tiên mộ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bên trong bí cảnh không hề có nguy hiểm. Phạm vi bí cảnh Thiên Cung rất lớn, ngay cả ta cũng không thể bao quát hết toàn bộ, bởi vì có một phạm vi thuộc địa bàn ma tộc. Ma tộc. Hạ Thiên hờ hững, ánh mắt quan sát thi thể của âm thế cực là giống như hắn ta. Hắn ta vẫn còn tính là có lý trí, nhưng đã bị mấy ngàn năm an nhàn ma diệt đấu trí, thực lực không bằng 1% lúc trước. Cung chủ Thiên Cung trịnh trọng nhắc nhở Hạ Thiên, ma tộc chân chính lợi hại chính là đám ma vật vốn không có nhân tính, cũng là ma chủ bị Phù Diêu tiên tử nhốt bên trong cực tiên mộ. Thực lực bọn họ không yếu, hơn nữa còn có thiên phú đặc biệt của mình. Năm đó, Phù Diêu tiên tử giết không chết bọn họ, cho nên mới tiến hành ước thúc bọn họ bên cạnh mình. Hạ Thiên nói, tốt nhất bọn họ nên có chút bản lãnh, nếu không thì sẽ nhàm chán lắm. Cung chủ Thiên Cung bất động thanh sắc, ta cũng hy vọng ngươi sẽ không quá nhàm chán. Khi ngươi chơi vui nhất, đó chính là lúc lực sát thương mạnh nhất. Ngươi hiểu rõ ta như vậy sao? Hạ Thiên không khỏi nhìn chằm chằm vào mắt Cung chủ Thiên Cung, cười nói, có phải ngươi yêu ta rồi hay không? Gương mặt Cung chủ Thiên Cung không chút biểu cảm. Giọng nói vẫn bình tĩnh, yêu hay không yêu cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng ta cần ngươi. Không được. Hạ Thiên lắc đầu, ta đẹp trai như thế, ngươi đẹp gái như thế, ngươi không yêu ta thì thật là đáng tiếc. Cung chủ Thiên Cung thản nhiên nói, vậy phải xem ngươi có mị lực khiến ta yêu hay không. Mị lực, ta đương nhiên có cái này. Hạ Thiên nghiêm túc khoe khoang. Đúng lúc này, từ đằng xa vang lên một tiếng hô to, Hạ Thiên. Không bao lâu sau, một cái đầu từ trong vũng bùn xông ra, chính là Tào Thiển Thiển. Sau đó, lại có thêm mười mấy tiểu cô nương chui ra ngoài. Ngươi không sao chứ? Tào Thiển Thiển ba chân bốn cẳng vọt đến trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn nàng một chút, thuận miệng hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ có việc gì? Cũng đúng. Tào Thiển Thiển cười khẽ, lại hỏi, lão quái vật kia như thế nào rồi? Ngươi đang dẫm lên đấy. Hạ Thiên liếc qua chân của nàng. Sao? Tào Thiển Thiển ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống, đột nhiên phát hiện chân của nàng đang dẫm lên một cái thứ đen xì, dọa nàng lập tức nhảy ra cái thứ gì vậy? Chẳng khác nào cá trạch. Lông mày cung chủ Thiên Cung khẽ nhúc nhích, sau khi Long Gia Lão Tổ bị rút gân rồng đã biến thành cái dạng này. Vậy là chết rồi. Tào Thiển Thiển vỗ bộ ngực bằng phẳng của mình, cảm thấy yên tâm hơn một chút, vậy thì tốt quá rồi. Không cần phải lo lắng nữa. Những thiếu nữ đứng sau lưng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vị thiên tiên tỷ tỷ này, người xinh đẹp thật. Lúc này, Tào Thiển Thiển mới chú ý đến cung chủ Thiên Cung, ánh mắt không khỏi sáng lên, người không phải là nữ nhân của Hạ Thiên chứ. Vậy thì đáng tiếc quá. Hạ Thiên lập tức có chút khó chịu, này, người nói vậy là có ý gì? Người muốn ăn đòn đúng không? Tại sao làm nữ nhân của ta lại đáng tiếc chứ? Nữ nhân của ngươi thật sự nhiều lắm. Tào Thiển Thiển bất mãn nói.
Hạ Thiên liếc nhìn nàng một cái, điều này có liên quan gì đến ngươi sao? Hừ, Tào Thiển Thiển không biết trả lời như thế nào, đành phải hừ khẽ một tiếng. Cung chủ Thiên Cung có chuyện quan trọng khác cần làm, liền nói với Hạ Thiên, ta còn có chuyện cần phải xử lý, chờ ngươi mở được cực tiên mộ, chúng ta sẽ gặp lại trong mộ. Nói xong, thân ảnh của nàng giống như mây bay trên bầu trời, theo gió phiêu tán. Đúng là thiên tiên. Tào Thiển Thiển có chút ao ước, biết đến khi nào ta mới được như vậy. Hạ Thiên thuận miệng nói, đời này ngươi không có cơ hội đâu. Đáng ghét. Tào Thiển Thiển nhìn không được chừng Hạ Thiên một cái, ngươi không thể nói mấy câu dễ nghe sao. Bây giờ ta cũng đã có cơ sở tu tiên, chỉ cần cố gắng, nói không chừng ta cũng sẽ. Hạ Thiên vẫn thái độ đó, đừng cố gắng nữa, ngươi không có cơ hội đâu. Ngươi, Tào Thiển Thiển còn đang định nói tiếp cái gì đó, nhưng cảm thấy mình nói không lại Hạ Thiên, dứt khoát từ bỏ, chuyển sang chủ đề khác, những thiếu nữ này đều do Long Gia đoạt được, ngươi định bố trí cho các nàng như thế nào? Ai về nhà nấy? Hạ Thiên đáp, liên quan gì đến ta, ngươi hỏi ta làm gì? Tào Thiển Thiển có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nói đơn giản quá. Nơi này là bí cảnh thiên cung, các nàng có người là người của bí cảnh, có người là người bên ngoài giống như ta, đa số các nàng đều là người bình thường, chỉ là thể chất không tệ mà thôi. Để các nàng trong tình huống này tự mình về nhà chính là bảo các nàng đi chết. Hạ Thiên nhếch miệng, vậy ý của ngươi là bảo ta đưa các nàng về nhà. Ngươi cảm thấy nó thực tế sao? Hình như có chút ép buộc. Tào Thiển Thiển thở dài. Nàng cũng không còn biện pháp nào khác nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Lúc này, lại có một bóng người đi tới, nói với Hạ Thiên, Hạ Đạo Huynh, việc này chi bằng giao cho ta xử lý đi. Hạ Thiên quay đầu lại, là ngươi. Người tới chính là người đã đi cùng với Hạ Thiên đến Long Gia, nhưng sau khi tiến vào tiền đình, hai người đã tách ra. Trước khi cứu được em gái ra, Thẩm Hồng Phi không muốn trực tiếp tạo nên xung đột với Long Gia. Cho nên, hắn ta đã tiềm nhập vào U Đàm, đồng thời mượn nhờ đại chiến giữa Hạ Thiên và Long Gia Lão Tổ để thoát thân. Em gái của ngươi đâu? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Trước đó, người này nói em gái của hắn ta dáng dấp rất xinh đẹp, chỉ là có thiên sát chi thể, cho nên mới dẫn đến dung mạo bị hủy. Hạ Thiên đang hứng khởi, còn định nhìn xem nữ nhân đó như thế nào, thuận tiện chữa khỏi sát khí chứng cho nàng, khôi phục lại dung mạo. Xem thử nàng ta rốt cuộc xinh đẹp đến cỡ nào. Hiện tại, người đã thoát, đương nhiên việc chữa trị đã không thành vấn đề. Thẩm Hồng Phi có chút xấu hổ, em gái ta không sao. Ban đầu, ta muốn dẫn nó đến cảm ơn ngươi, nhưng nó không muốn đến, lại còn chạy đi. Ta thật sự xin lỗi. Hạ Thiên lơ đễnh nói, không cần nói lời xin lỗi. Nàng ta cũng không làm gì sai, cũng chẳng liên quan gì đến ta. Thẩm Hồng Phi cảm thấy có chút khó mà lên tiếng, nhưng vì em gái, hắn ta đành phải nói, bệnh của em gái ta, có thể nhờ ngươi. Về sau hãy nói đi. Hạ Thiên lười biếng khoát tay, bệnh này của nàng ta tạm thời còn chưa chết đâu. Thẩm Hồng Phi cảm kích nói, được, bất kể như thế nào, ta, và thượng quan gia đều khắc sâu ân tình của ngươi trong lòng. Các ngươi không cần cảm kích, tùy các ngươi thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Sau đó lách mình rời đi. Hạ, Tào Thiển Thiển đang định nói cái gì đó nhưng đã muộn. Từ đằng xa, trên nóc tổ đình Long Gia, hai bóng người đứng thẳng. Một người trong đó chính là thiếu phụ váy trắng của thượng quan gia, người còn lại trẻ tuổi hơn mặc váy đỏ. Mặc dù thiếu nữ váy đỏ đeo một cái mặt nạ thật dày nhưng vẫn lộ ra làn da cứng, khá xấu xí. Nhưng nửa bên mặt lại xinh đẹp vô song. Vì sao ngươi lại không gặp hắn? Thiếu phụ váy trắng có chút khó hiểu, ta nhớ hình như ngươi cũng quen biết hắn từ rất lâu rồi mà. Ánh mắt thiếu nữ váy đỏ tràn ngập cảm xúc phức tạp, ta và hắn vốn không nên gặp nhau. Nhưng hắn là thần y, có khả năng chữa khỏi bệnh cho ngươi. Thiếu phụ váy trắng do dự nói, ngươi tổng không muốn cả đời mang theo bệnh này mà sống chứ. Thiếu nữ áo đó khẽ thở dài, không sao. Dù sao ta cũng không sống được bao lâu. Gần đây, có một tin tức đã nhấc lên một con sóng lớn giữa giới tu tiên trái đất và quan chức cao tầng. Đó chính là cung chủ thiên cung, còn có tiểu tiên giới và liên minh cửu sơn những thế lực lớn giới tu tiên trái đất đã liên hợp ban bố một tin tức quan trọng.
tin tức này có liên quan đến bí cảnh thiên cung, ở một mức độ nhất định có liên quan đến sinh tử tồn vong tương lai của trái đất. Nội dung tin tức cũng không phức tạp, chính là bí cảnh thần bí lâu đời nhất trái đất là bí cảnh thiên cung đã sớm mở ra, cũng không có bất kỳ giới hạn nào với người tiến vào bí cảnh. Chỉ cần ngươi có thể tìm được cửa vào, hơn nữa còn có thể xuyên qua vòng phòng hộ bên ngoài bí cảnh là được. Sau khi tiến vào bí cảnh, người tham gia lấy được thứ gì, nó sẽ thuộc về người đó. Tương tự, sau khi tiến vào bí cảnh, tất cả người tham gia đều phải tự chịu rủi ro cho mình. Đương nhiên, tin tức này cũng không thông báo đại chúng, chỉ có thế lực tu tiên trái đất, còn có cao tầng các quốc gia mới biết được mà thôi. Sách lược này thật ra là của Triệu Vũ Cơ, mục đích chủ yếu là giảm thiểu lực cản mọi mặt xuống mức thấp nhất, thậm chí trong bóng tối kéo tất cả các thế lực về cùng một chiến tuyến. Thật ra, theo như suy nghĩ của Dạ Ngọc Mị, hoàn toàn không cần thiết để ý đến đám rác rưởi đó. Bọn họ chẳng những không dùng được, mà còn có thể níu chân. Cung chủ Thiên Cung đối với sách lược của Triệu Vũ Cơ, ngược lại không có ý kiến nhưng cũng không đồng ý. Lúc đó, Triệu Vũ Cơ chỉ nói một câu, nhưng đã để cho Dạ Ngọc Mị và Cung chủ Thiên Cung ngầm cho phép kế hoạch của nàng được thực hiện. Nơi này là trái đất. Không sai, kể 1.000 nói 1.000, nơi này là trái đất. Liên quan đến vận mệnh trái đất, nếu hạn chế thế lực tu tiên và quan chức của trái đất tham gia, rất dễ gây ra chuyện lớn, thậm chí là lật xe. Về phần những thế lực đó dự định sẽ làm gì trong bí cảnh, phát sinh chuyện gì, đó không phải là chuyện của các nàng. Sau khi xác định tiền đề trọng yếu xong, cung chủ Thiên Cung cũng tiến vào bí cảnh Thiên Cung. Sau đó, Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ đã thông báo cho tất cả nữ nhân của Hạ Thiên ở trái đất, để các nàng nhanh chóng chạy đến tầng cao nhất cao ốc thần y, cùng nhau mở một cuộc họp. Dạ Ngọc Mị nhấn mạnh cuộc họp này rất quan trọng, không cho phép vắng mặt. Tô Bối Bối và Lam Y Nhân vốn đang ở tập đoàn thần y. Ban đầu, Y Tiểu Âm cùng với nhóm người A Cửu đang ép khô kiếp lực thanh thủy thần tướng ở tiểu tiên giới, nghe được thông báo, tất cả lập tức chạy đến tập đoàn thần y. Những người khác như Triệu Thanh Thanh, Nhiếp Tiểu Lý cũng lục tục chạy đến, người đến cuối cùng là Tô Vô Song. Thật ra nàng cảm thấy mình không phải nữ nhân Hạ Thiên, nhưng lại không cách nào phủ nhận, do dự cả nửa ngày, rốt cuộc cũng đến. Trong cuộc họp, Dạ Ngọc Mị và Triệu Vũ Cơ đã nói sơ qua chuyện phát sinh một lần. Cũng không quan tâm các nàng nghe hiểu hay không hiểu, bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ cho các nàng. Trong đó, công việc hợp tác với quan chức sẽ do Triệu Vũ Cơ dẫn đầu, còn có Triệu Thanh Thanh của Triệu gia hỗ trợ. Chỉnh hợp thế lực giới tu tiên khắp nơi trong cả nước giao cho Y Tiểu Âm và A Cửu. Về phần thế lực hải ngoại, tất nhiên giao cho Isabella và người mê muội Hạ Thiên Mai Ngạo Tuyết thực hiện. Những người còn lại, 3 người một tổ tiến vào 3 đại bí cảnh, nhanh chóng đến khu vực trung tâm, chuẩn bị tiến hành tam giới cộng minh. Đầu tiên là bí cảnh Quy Khư. Bí cảnh này đã bị Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy càn quét qua 1 lần. Tính nguy hiểm tương đối thấp, cho nên đã sắp xếp Tô Bối Bối, Lam Y Nhân, còn có Thạch Thuần 3 người tiến vào. Tiếp theo là tàn cảnh U Minh. Bí cảnh này đã bị tàn phá cách đây rất lâu. Mặc dù Trương Lăng Linh đã từng tu bổ qua 1 lần, nhưng về sau lại gặp phải thêm 1 lần bị trọng thương. Bí cảnh này khá nguy hiểm, cho nên đã sắp xếp cho Ninh Nhụy Nhụy lĩnh đội, Nhiếp Tiểu Lý và Dương San hỗ trợ. Cuối cùng chính là bí cảnh quan trọng nhất, bí cảnh Thiên Cung. Bí cảnh này cực kỳ quan trọng, thế lực ma tộc còn sót lại khá lợi hại, cho nên phải cần có những người có chút nội tình. Vì thế Triệu Vũ Cơ đã tự mình mang theo Bạch Tiêm Tiêm và Tô Vô Song vào đó. Cộng thêm Hạ Thiên và Cung chủ Thiên Cung đã tiến vào trước đó, trên cơ bản vấn đề không lớn. Về phần những người khác cũng đều có sắp xếp của mình. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tô Bối Bối lại cực kỳ hưng phấn. Rốt cuộc nàng cũng có chuyện để làm, hơn nữa còn mạo hiểm tiến vào bí cảnh, nghe kích thích vô cùng. Dạ Ngọc Mị phát cho 3 tiểu đội 1 cái bao da nhỏ, bên trong chứa đan dược, linh thạch, bản đồ, còn có 2 tấm truyền tống phù. 1 tấm dùng để tiến vào bí cảnh, 1 tấm dùng để thoát khỏi bí cảnh. Tô Bối Bối tự nhận làm đội trưởng tiểu đội tiến vào bí cảnh Quy Khư, cho nên nàng phụ trách giữ 2 lá bùa. Nàng hưng phấn nói, quá tốt rồi, cũng không biết bí cảnh này có cái gì, có yêu ma quỷ quái gì không. Tốt nhất là có, nếu không, sẽ rất nhàm chán. Bối Bối tỷ,
có phải ngươi có chút hưng phấn quá mức hay không? Thạch Thuần dùng hai mắt tỏa sáng nhìn Tô Bối Bối, nhịn không được nhắc nhở, chúng ta đang đi làm chính sự đấy. Lam Y Nhân mỉm cười nói với Thạch Thuần, Tô Tổng muốn một mình đi khắp thiên hạ, đáng tiếc cứ bị ông xã cuốn lấy. Bây giờ khó lắm mới có cơ hội, nàng ấy đương nhiên là hưng phấn rồi. Nhưng bây giờ không phải đi một mình, còn có chúng ta đi cùng mà. Thạch Thuần không hiểu nói. Lam Y Nhân hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy chúng ta có thể ước thúc được nàng ấy sao? À, hơi bị khó. Thạch Thuần suy nghĩ một chút, nhịn không được lắc đầu cảm khái, Bối Bối tỷ rất ham chơi. Chơi hứng khởi thì cũng tám lạng nửa cân với anh rể. Lúc này Tô Bối Bối đã lấy lại tinh thần, bất mãn chừng Thạch Thuần, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta tám lạng nửa cân với Hạ Thiên. Ngươi mới là tám lạng nửa cân với tên sắc lang kia đấy. Bối Bối tỷ, ngươi nói vậy là sao? Thạch Thuần mở to ánh mắt vô tội, ta là người hiền lành, thuần khiết. Bằng không, ta cũng không tên Thạch Thuần. Bớt làm bộ đi. Tô Bối Bối trừng mắt nhìn Thạch Thuần, nếu ngươi có thể lấy cái tay của mình khỏi đùi ta có thể tin ngươi mấy phần. A, à, Thạch Thuần bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười, thật ngại quá, là ta vô tình thôi. Tô Bối Bối tiện tay gạt tay Thạch Thuần ra, sau đó nói, người bớt học tên sắc lang kia những hành động không đứng đắn đi. Đúng, là anh rể sai. Hắn háo sắc, ngay cả người thuần khiết như ta cũng bị hắn ô nhiễm. Thạch Thuần không ngừng gật đầu, vô cùng khẳng định, Bối Bối tỷ, về sau ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng để tên sắc lang là anh rể chiếm tiện nghi. Sau đó tiện nghi ngươi đúng không? Tô Bối Bối lại nhìn không được trừng mắt nhìn Thạch Thuần. Thạch Thuần học cách cười hì hì của Hạ Thiên, không nói gì nữa. Được rồi, chúng ta làm chuyện chính đi. Những người khác đã xuất phát rồi đấy. Lam Y Nhân nhắc nhở. Quả nhiên, Tô Bối Bối quay đầu lại, phát hiện những người khác đã rời đi, hoặc sử dụng truyền tống phù để vào bí cảnh. Nàng cũng không do dự nữa, niệm phù chú dạ ngọc mị đã dậy, vận linh khí rót vào trong lá bùa. Lập tức lá bùa bốc cháy, một khe nứt không gian xuất hiện. Thạch Thuần kinh ngạc hỏi, đây chính là không gian truyền tống sao? Lam Y Nhân cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên thần kỳ. Khó trách người ta nói điểm cuối của khoa học chính là tu tiên. Đi thôi. Tô Bối Bối thoáng bình ổn lại tâm trạng, sau đó cất bước dẫn đầu đi vào. Thạch Thuần nhảy theo, Lam Y Nhân bọc hậu. Sau khi ba người tiến vào, lá bùa trong nháy mắt được đốt cháy hết, khe nứt không gian cũng tiêu tán. Bí cảnh quy khư. Tô Bối Bối, Lam Y Nhân và Thạch Thuần thông qua kẽ nứt không gian truyền tống vào, đến một nơi có phong cảnh tú lệ. Nơi này chẳng những có núi, có nước, mà núi còn lơ lửng giữa không trung với nước bao quanh. Bốn phía hoa cỏ phồn thịnh, không khí cũng mát mẻ lạ thường. Đứng bên trong, xác thực làm cho người ta như mộc xuân phong. Nơi này chính là bí cảnh. Tô Bối Bối chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh. Gương mặt chỉ toàn là sự vui mừng, chẳng khác nào một nơi nghỉ dưỡng. Tên đại sắc lang Hạ Thiên này đúng là trọng sắc khinh bạn. Có nơi chơi vui thế mà không mang ta theo. Lam Y Nhân cũng kinh ngạc trước cảnh tượng nơi này, đúng là không khác gì tiên cảnh. Đừng nhìn phong cảnh gì nữa. Chúng ta tìm đến hạch tâm bí cảnh đi. Sau khi bước vào, Tô Bối Bối ngược lại là người bình tĩnh nhất. Nàng lấy tấm bản đồ từ trong túi ra, nhìn qua một chút. Sau đó chỉ về một hướng, đi bên này. Mọi người cẩn thận, nơi này không an toàn như bề ngoài đâu. Thạch Thuần gật đầu, ta biết rồi. Nhụy Nhụy tỷ đã nói cho ta biết, trong này có rất nhiều quái nhân quái vật, không cẩn thận là có thể chết. Không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lam Y Nhân mỉm cười, tiến lên nắm tay Thạch Thuần đi theo sau lưng Tô Bối Bối. Tô Bối Bối thả người bay vút, phát hiện dưới đáy có một luồng linh khí lát thành một con đường. Nơi này có đường, hẳn là chuẩn bị trước đó của đám người dạ ngọc mị. Ba người rơi xuống con đường kia, nhanh chóng lao vút về một hướng cố định, đỡ tốn thời gian công sức, lại còn an toàn vô cùng. Tuy nhiên, các nàng cũng không chủ quan. Dù sao nơi này cũng là bí cảnh quy khư, trước kia còn là địa bàn của Viên gia, ai biết được có tai họa ngầm nào còn sót lại hay không. Đi được nửa canh giờ, con đường đã bị đoạn mất. Ba người Tô Bối Bối rơi xuống một cái bệ tròn bán kính khoảng 2-3 mét, xung quanh tràn ngập sương mù màu trắng, che khuất tầm mắt của các nàng.
Thạch Thuần nghi hoặc hỏi, tại sao lại không còn đường vậy? Hoặc đường chỉ kéo đến đây, hoặc đường đã bị người ta làm hư. Ánh mắt Lam Y Nhân ngưng lại, lập tức đề phòng hẳn lên. Tô Bối Bối đánh giá xung quanh, sau đó lấy bản đồ ra, kiểm tra cẩn thận rồi nói, dựa theo những gì ghi trên bản đồ, nơi này là Lạc Tiên Đài. Chỉ cần thả linh thạch xuống cơ đài, nó có thể khởi động. Hai người đến bên cạnh xem có cái gì hay không. Thạch Thuần đi nửa vòng, vội kêu lên, a, nơi này có một cái lỗ hình lăng trụ, là cơ đài sao? Bên này của ta cũng có một cái. Một bên khác, Lam Y Nhân hồi đáp. Tô Bối Bối suy nghĩ một chút, sau đó lấy mấy khối linh thạch từ trong túi ra ném cho Thạch Thuần và Lam Y Nhân. Quả nhiên, sau khi linh thạch được bỏ vào lỗ hình lăng trụ, lập tức có một cột sáng sáu màu hiện lên. Lập tức, toàn bộ tiên đài đều sụp xuống. A, à, Thạch Thuần bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may được Tô Bối Bối kéo lại. Là ai dám xông vào cấm địa bí cảnh quy khư? Tiếp theo, một cái búa khổng lồ từ trên trời giáng xuống tiên đài. Nhìn điệu bộ này, nếu bị đập trúng, không nói đám người Tô Bối Bối bị nện thành thịt nát, ngay cả tiên đài cũng bị băng liệt. Y Nhân, tránh ra. Tô Bối Bối kêu một tiếng, đồng thời kéo Thạch Thuần nhún người nhảy lên, bay đến giữa không trung, tránh được một búa này. Phản ứng của Lam Y Nhân cũng rất nhanh. Một giây trước khi lưỡi búa bổ xuống, nàng đã tránh được. Kẻ tự tiện xông vào nhất định phải chết. Lại một tiếng quát khẽ, chiếc búa khổng lồ linh hoạt di chuyển, hướng về phía Tô Bối Bối mà nện xuống. Đúng là đáng ghét. Tô Bối Bối hơi nổi nóng, một cước đạp tới. Bành! Một cước đạp trúng lưỡi búa, phát ra tiếng vang rền đinh tai nhức óc, đẩy lưỡi búa ra. Một tiếng rền không biết nơi nào vang lên. Tiếp theo lưỡi búa biến mất trong sương mù màu trắng dày đặc. Hai người không sao chứ? Tô Bối Bối rơi xuống tiên đài, quay đầu hỏi Thạch Thuần và Lam Y Nhân. Thạch Thuần đi theo sau lưng Tô Bối Bối, sau đó lắc đầu. Không. Lam Y Nhân lên tiếng đáp lại, nhưng vẫn hỏi một câu, tuy nhiên, đó là thứ gì vậy? Tô Bối Bối cau mày, vẻ mặt ngưng trọng, đoán chừng kính là nguy hiểm mà Dạ Ngọc Mị đã nói. Về phần nó là cái gì thì mặc kệ nó. Đúng, dám kiếm chuyện với chúng ta, xử lý hắn ta xong rồi nói. Thạch Thuần cũng có chút khó chịu. Lam Y Nhân gật đầu, nhưng chúng ta vẫn còn chưa rõ chỉnh thể của hắn ta, cũng không biết hắn ta núp ở đâu. Chúng dẫn hắn ta ra trước rồi nói. Để ta. Thạch Thuần lên tiếng. Đừng, Tô Bối Bối vừa định ngăn cản nhưng Thạch Thuần đã bay ra ngoài, đành phải dặn dò một câu, cẩn thận. Tiên đài vẫn còn đang chậm rãi hạ xuống, tầm mắt vẫn chưa nhìn thấy rõ. Thạch Thuần lướt vào bên trong đám xương trắng dày đặc, vận phiếu miểu bộ còn chưa thuần thục di chuyển giữa không trung, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đằng trước. Phù! Bỗng dưng, nàng bắt được một tiếng xé gió đằng trước bên trái, trong lòng không khỏi run lên. Thân hình Thạch Thuần di chuyển, xoay người, đạp không mượn lực sửa lại phương hướng. Một giây nàng vừa đổi hướng. Chỉ thấy một cái búa to xé rách sương mù vỗ vào vị trí vừa rồi của nàng. Lúc này, Thạch Thuần mượn cơ hội nhảy lên cán búa, thuận theo cán búa lướt lên trên. Sâu kiến, ăn ta một chưởng. Lại quát to một tiếng, chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn đập về phía Thạch Thuần. Thạch Thuần ngẩng đầu nhìn lướt qua, vẻ mặt khinh thường, vận linh khí nghênh quyền đánh về phía cự trưởng. Tới thì tới, ta sợ ngươi sao? Một quyền này ngược lại có mấy phần cái bóng của Hạ Thiên. Hoặc có thể nói, Thạch Thuần nha đầu đã học theo Hạ Thiên. Choảng! Nắm đấm của Thạch Thuần đụng phải đầu ngón giữa, cắt đứt một đoạn nốt tay của đối phương. A! À, trong sương mù dày đặc vang lên tiếng hét thảm. Tiếp theo là tiếng gào thét vô cùng phẫn nộ, người dám tổn thương ta, tội đáng chết vạn lần. Thạch Thuần cười hì hì. Mặc dù nàng vẫn chưa nhìn thấy hình dáng của đối phương nhưng cũng không ảnh hưởng vẻ mặt khinh bỉ của nàng, ngốc đại cá tử, ngươi chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Muốn chết? Chỉ thấy lưỡi búa vung mạnh lên nhưng bất luận là tốc độ hay sức mạnh đều tăng lên không chỉ một cấp độ. Cái gì? Thạch Thuần sợ hãi cả kinh, lập tức rút lui, một lưỡi đao gió vừa vặn sượt qua góc áo của nàng. Đến đi, đồ ngốc, đối với ta ngươi chính là phế vật. Thạch Thuần nhanh chóng triệt thoái về phía sau, lại còn trào phúng,
ngay cả quần áo của ta cũng không đụng đến được, lại còn muốn giết người. Ngươi đừng làm trò cười nữa. Tức chết ta. Âm thanh bên trong sương mù dày đặc càng thêm phẫn nộ, giống to ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Tật phong cuồng phủ. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái búa to giống như con quay hối hả xoay tròn. Khi xoay tròn, đồng thời còn chém ra vô số lưỡi đao gió, phách chạm bốn phương tám hướng. Bối bối tỷ, người ta đã dẫn đến rồi. Hai người chuẩn bị xong chưa? Thạch Thuần lui về tiên đài, cười nói, đừng lãng phí cố gắng của ta chứ. Tổ bối bối thản nhiên trả lời, đương nhiên là chuẩn bị xong rồi. Đối phó với loại địch nhân không biết này, tốt nhất là một kích tất sát. Lam y nhân lấy ra một sợi dây cực nhỏ, vừa dai vừa mềm, cười nói, hy vọng vật mà Dạ tỷ tỷ cho ta cũng lợi hại giống như nàng ấy đã nói. Hẳn là rất lợi hại. Thạch Thuần gật đầu, ta có nghe Nhụy Nhụy tỷ nhắc qua, hình như là dây gì đó của Xích Nguyệt ma tộc, sau đó đã được Dạ tỷ tỷ cải tiến lại. Dạ tỷ tỷ lão tu tiên giả, nhất định lợi hại hơn chúng ta vô số lần. Tổ bối bối nhắc nhở, chú ý, có người đến. Thạch Thuần và Lam y nhân vội tập trung tinh thần, riêng phần mình canh giữ một bên tiên đài, lặng lẽ nhìn cự phủ đang xoay tròn từ đằng xa chạm đến. Tuy nhiên, cự phủ vẫn còn ở đằng sau, lưỡi đao gió đến trước. Vô số lưỡi đao gió chạm qua ba người tổ bối bối. Tiếng xé gió như tiếng gào thét. Quả thật có chút dọa người. Tu vi của ba người tô bối bối không cao lắm, kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều, cũng may tố chất tâm lý cực mạnh, cũng không bị loại khí thế này hù dọa. Tật phong cuồng phủ chi quy khư phá. Trong sương mù dày đặc vang lên tiếng quát to. Tiếp theo, cự phu luân chuyển đến cực hạn, sức mạnh cũng đạt đến trạng thái không cách nào hình dung. Khí thế kinh người giống như muốn chém nứt cả vùng. Chết đi. Chiếc búa giống như ngọn núi vung mạnh xuống, nhưng vừa chém được một nửa bỗng nhiên kẹp lại. Sao? Trong sương mù dày đặc vang lên tiếng kinh nghi, hiển nhiên hắn ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Cự phủ liều mạng lôi kéo, đáng tiếc đã bị Lam y nhân và tô bối bối dùng sợi tơ cuốn lấy. Càng dẫy dụa lại càng quấn chặt. Tốt! Gương mặt tô bối bối hiện lên nụ cười đắc ý, đã quấn dây xong, hai người lên giải quyết hắn ta đi. Được rồi. Thạch Thuần nhếch miệng, sau đó bay lên đuôi cự phủ, dọc theo cán búa hướng lên trên. Bành! Đúng vào lúc này, cự phủ giống như khí cầu nổ tung, trong nháy mắt tiêu tán. Thạch Thuần thiếu chút nữa từ trên không trung ngã xuống, nhưng tô bối bối nhanh mắt đã kịp ôm lấy nàng mang về tiên đài. Đó là thứ gì thế? Tô bối bối hỏi. Thạch Thuần lắc đầu, sắp sửa nhìn thấy hình dáng của đối phương, bỗng nhiên người liền không còn. Cũng không biết là chạy trốn hay là vốn không có. Lam y nhân có chút do dự hỏi, có cần đuổi theo hay không? Tổ bối bối cân nhắc một chút, sau đó lắc đầu, mục đích của chúng ta không phải đến đây trảm yêu trừ ma, mà là tìm nơi quan trọng, chính là cánh cửa thông đến cực tiên mộ, sau đó khởi động tam giới cộng minh mở ra cánh cửa đó. Cũng đúng, Lam y nhân tán đồng. Chỉ có Thạch Thuần đang chơi vui, thoáng có chút không hài lòng. Nhưng nàng cũng là người biết coi trọng đại cục, không giống như đại ma vương Hạ Thiên, một khi đã chơi hứng thì cái gì cũng không quan tâm. Vâng, bối bối tỷ, ta nghe theo ngươi. Ngươi là đội trưởng của tiểu đội chúng ta đấy. Thạch Thuần mỉm cười trả lời. Không bao lâu sau, tiên đài đã rơi xuống dưới đáy, xương trắng dần dần phai nhạt, lộ ra cảnh tượng chung quanh. Hiện tại, tiên đài đã biến thành một thang máy hình tròn. Sau khi ngừng một lát, nó lại tiếp tục rơi xuống phía dưới. Lại thêm một khoảng thời gian nữa, thang máy cũng ngừng lại, phía dưới trống rỗng, giống như thùng gỗ bị rút mất đáy. Ba người tô bối bối rơi xuống. Bên dưới là một thiên địa thuần trắng. Trời màu trắng, đất màu trắng, sông núi màu trắng, ở giữa còn có một cánh cửa lớn màu trắng. Nhưng màu trắng cũng không thống nhất, có cảm giác cấp độ, khiến cho ngươi nhìn một chút là phân biệt ra ngay. Nhất là cánh cửa lớn màu trắng, trơ trọi giữa trời đất, cửa đóng thật chặt. Giống như cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Ba người tô bối bối rất nhanh an toàn rơi xuống đất. Thạch Thuần nhịn không được hiếu kỳ, vừa rơi xuống đất đã chạy đến cánh cửa kia, vòng quanh trước sau vài vòng, cũng chỉ là cánh cửa thôi mà. Tạo hóa xác thực rất thần kỳ. Lam y nhân cũng chậm rãi bước đến, sờ vào cánh cửa kia, không thể tưởng tượng nổi.
Tô Bối Bối lặng lẽ quan sát bốn phía, cũng không thể vì không có nguy hiểm mà thả lỏng cảnh giác. Có chút không đúng. Một lát sau, Thạch Thuần bỗng nhiên sờ mũi, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Có chỗ nào không đúng? Tinh thần Tô Bối Bối run lên, vội hỏi, người phát hiện được gì sao? Lam Y Nhân cũng nhìn Thạch Thuần, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thạch Thuần nghiêng đầu, có chút không hiểu, ta nghe Nhụy Nhụy tỷ nói qua, bí cảnh quy khư là thấp nhất, chỉ phát ra một bức tường ánh sáng, không phải một cánh cửa. Chẳng lẽ nơi này là cạm bẫy? Lam Y Nhân cau mày, hay là chúng ta tìm nhầm chỗ? Hẳn là không phải. Tô Bối Bối lắc đầu, lấy tấm bản đồ ra, hẳn là nơi này, không sai đâu. Về phần tại sao nó không giống như Ninh Nhụy Nhụy đã miêu tả, rất có thể là do nhóm người Dạ Ngọc Mị đã cải tạo, thuận tiện cho chúng ta thao tác. Thạch Thuần nghĩ tới một tin tức, điều này cũng có khả năng. Nhụy Nhụy tỷ đã nói qua, nàng ấy và anh rể cũng là vì bức tường kia nổ tung mới từ bí cảnh quy khư đi ra. Tô Bối Bối nói, nếu không có vấn đề gì, chúng ta thông báo cho Dạ Ngọc Mị, báo cáo chúng ta đã đến. Lam Y Nhân và Thạch Thuần đương nhiên không có ý kiến gì. Bên trong bí cảnh quy khư, điện thoại khẳng định là không dùng được rồi. Dạ Ngọc Mị đã sớm chuẩn bị cho mỗi người một tấm truyền tin phù, có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào. Tô Bối Bối lấy truyền tin phù ra, rót linh khí vào. Cả lá bùa phát sáng lên, chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung. Chuyện gì? Âm thanh lạnh lùng đặc biệt của Dạ Ngọc Mị vang lên. Tô Bối Bối chậm rãi nói, chúng ta đã bình an đến nơi quan trọng của bí cảnh quy khư. Nơi này có cánh cửa màu trắng, cái gì khác cũng không có. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dạ Ngọc Mị thản nhiên nói, cứ ở yên đó chờ lệnh. Chờ tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ thông báo cho các người. Được. Tô Bối Bối đáp. Dạ Ngọc Mị nói tiếp, trong cái túi mà ta đưa cho các người có đan dược. Bây giờ mọi người lấy ra uống vào, sau đó ngồi xuống điều tức, nhanh chóng tiêu hóa. Được. Tô Bối Bối lấy tất cả đan dược trong cái túi ra, phân cho Lam Y Nhân và Thạch Thuần. Dạ tỷ tỷ, còn gì dặn dò nữa không? Thạch Thuần mỉm cười hỏi. Dạ Ngọc Mị trầm ngâm một chút, sau đó trịnh trọng nhắc nhở, trước khi nhận được thông báo của ta, các ngươi tuyệt đối không được động vào cánh cửa đó. Yên tâm đi. Tô Bối Bối đáp, ta sẽ quản Thạch Thuần. Thạch Thuần bất mãn nói, Bối Bối tỷ, ngươi quản ta làm gì? Ta cũng không phải bị chứng tăng động, chẳng lẽ không có việc gì thì chơi với cánh cửa kia sao? Tô Bối Bối cũng không phản ứng đến nàng. Rất nhanh liền kết thúc trò chuyện với Dạ Ngọc Mị. Tô Bối Bối cất lá bùa, sau đó nghiêm túc nói với Thạch Thuần, ta hiểu ngươi rất rõ. Ngươi là cùng một mô hình khác ra với Hạ Thiên, bây giờ không phải là lúc nói đùa, vừa rồi ngươi nhất định có suy nghĩ lén mở cánh cửa đó. Thạch Thuần thấy tiểu tâm tư của mình bị vạch trần, không khỏi thè lưỡi. Y Nhân, ngươi hỗ trợ canh chừng nàng ấy. Tô Bối Bối dặn dò, dù sao, trước khi nhận được tin tức trả lời xác thực, cánh cửa này ai cũng không thể động vào. Bành! Lời còn chưa dứt, một cây búa lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Bổ vào cánh cửa kia thật mạnh. Tàn cảnh u minh. Ninh Nhụy Nhụy cùng với Dương San và Nhiếp Tiểu Lý đi vào, xe nhẹ đường quen tiến đến khu vực hạch tâm. Dù sao cách đây không lâu nàng cũng đã đến đó một lần. Nơi này là bí cảnh sao? Đây là lần đầu tiên Nhiếp Tiểu Lý tiếp xúc với những nơi như thế này, trong lòng không khỏi vừa kinh ngạc vừa hướng tới, gió nát mây tan, núi treo trên không, đập vào mắt là phong cảnh kiều diễm. Đúng là vừa kỳ lạ vừa đẹp đẽ. Tiểu Lý Ngư, ngươi đừng có văn vẻ nữa được không? Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, cảm thấy có chút buồn cười, liền nói với Nhiếp Tiểu Lý, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nơi này không phải thắng cảnh du lịch, lúc nào cũng có khả năng rơi vào hiểm cảnh. Nhiếp Tiểu Lý gật đầu, lập tức kềm chế tinh thần, có chút xấu hổ, thật ngại quá, đây là lần đầu tiên ta đến đây, tâm trạng của ta có chút hơi kích động. Nhất thời không thể khống chế. Dương San mỉm cười hòa giải, điều này cũng bình thường thôi mà. Trước kia ta cũng giống như ngươi đấy. Lần đầu tiên đến đỉnh Thanh Phong Sơn, ta cảm thấy giống như đến tiên cảnh, tâm trạng cũng không thể kềm chế. Về sau trải qua nhiều chuyện, tâm trạng mới bình thường trở lại. Trong ba người, tuổi tác Dương San lớn nhất, nhưng tính tình của nàng lại không màng danh lợi.
nhất là sau khi xác nhận quan hệ chính thức với Hạ Thiên, nàng vẫn ở trong trạng thái viên mãn của nhân sinh. Cũng chính vì tư tưởng đó, khi Dạ Ngọc Mị phân Ninh Nhụy Nhụy làm đội trưởng, nàng cũng không hề có chút ý kiến, ngược lại còn tự động làm dầu bôi trơn. Ha ha, San tỷ tỷ, ngươi không cần khẩn trương, ta và Tiểu Lý đã quen biết từ trước. Tâm tư Ninh Nhụy Nhụy rất linh mẫn, trong nháy mắt cảm nhận được ý trong lời nói của Dương San, liền mỉm cười giải thích, vừa rồi ta chỉ trêu chọc nàng ấy một chút mà thôi. Nhiếp Tiểu Lý cũng gật đầu, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay Dương San, ha ha, ngược lại có thể làm quen với San tỷ tỷ một chút. Được rồi, phong cảnh có thể thưởng thức, tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn nhưng cảnh giác thì không thể thả lòng. Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng nhắc nhở, mặc dù nơi này là tàn cảnh nhưng vẫn còn sót lại một số tu tiên giả kỳ quái cùng không ít quái vật. Lúc này, Nhiếp Tiểu Lý cũng không nhìn được hiếu kỳ, Nhụy Nhụy tỷ, khi ngươi và Hạ Thiên đến đây đã gặp chuyện gì thế? Ta không đến đây cùng với cái tên lưu manh kia. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu phủ nhận, ta đến cùng với Trương Lăng Linh. Chỉ là về sau gặp phải Hạ Thiên, sau đó mới cùng hắn đi ra. Thế Trương Lăng Linh đâu? Dương San đột nhiên hỏi. Nhiếp Tiểu Lý cũng đã từng nghe Ninh Nhụy Nhụy nói qua chuyện này, cũng có chút hứng thú với nữ nhân tên Trương Lăng Linh, đúng rồi, nàng ta còn ở bên trong bí cảnh này không? Ta cũng không rõ nữa. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, cau mày, chậm rãi nói, nàng ấy luôn xuất quỷ nhập thần, hơn nữa còn có thể tự do ra vào ba đại bí cảnh, ai cũng không biết nàng ấy ở đâu cả. Bên trong tàn cảnh U Minh cũng có một con đường do vân khí lát thành. Không có bất ngờ gì xảy ra, ba người Ninh Nhụy Nhụy dọc theo con đường này là có thể thẳng đến cung điện trung tâm tàn cảnh U Minh. Nhụy Nhụy tỷ, San tỷ tỷ, bên phía hai người là cái gì vậy? Trong lúc ba người nhanh chóng chạy đến trung tâm tàn cảnh, bỗng nhiên Nhiếp Tiểu Lý nhìn về phía một chỗ khác thường. Ánh mắt Ninh Nhụy Nhụy ngưng lại, nhìn theo hướng Nhiếp Tiểu Lý đã nói, ở đó có một luồng ánh sáng kỳ quái. Luồng ánh sáng này, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải ánh sáng mà là một luồng khí tức hiện ra ánh sáng. Khí tức lưu động, từ xa tốc độ dường như chậm lại. Không đúng, đây là kiếm khí. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Ninh Nhụy Nhụy, nàng quát lớn với Dương San và Nhiếp Tiểu Lý, mau tránh ra. Quả nhiên, khí tức kia bỗng nhiên ngưng kết, tiếp theo biến thành một thanh trường kiếm, xông thẳng đến ba người Ninh Nhụy Nhụy. Gương mặt Nhiếp Tiểu Lý hiện lên sự kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến sự thay đổi này, cộng thêm căn cơ tu tiên cạn, nhất thời không kịp né tránh. Dương San nhanh tay lẹ mắt kéo Nhiếp Tiểu Lý lại, ngăn nàng ở sau lưng. Được rồi, tránh cái rắm. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi cắn răng, mò kiếm hoàn từ trong ngực ra. Kiếm hoàn này vốn là Lưu Vân Thiết nhận nàng có được từ bí cảnh quy khư, về sau trong quá trình chiến đấu với thần tướng mà bị hủy đi. Tuy nhiên, tối hôm qua Dạ Ngọc Mị đã tiến hành đúc lại cho nàng, vừa lúc bây giờ thử một chút. Vù! Một tiếng kêu nhỏ, trong lòng bàn tay Ninh Nhụy Nhụy bay ra một luồng hồng quang, trực tiếp va chạm với kiếm khí. Đinh đinh đinh! Hai kiếm tấn công, phát ra tiếng vang thanh thúy. Rất nhanh, kiếm khí bị đánh tan, trong nháy mắt tiêu tán trống không. Ồ, bây giờ là thời đại gì rồi mà còn có người dùng kiếm hoàn? Lúc này, cách đó không xa vang lên một tiếng chế giễu khinh miệt. Tiếp theo, ba bóng người xuất hiện trước mặt ba người Ninh Nhụy Nhụy. Trong đó có một đạo sĩ tướng ngũ đoản, dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, ăn mặc lôi thôi, vẻ mặt dâm tà lên tiếng, là ba tiểu nương môn xinh đẹp. Hắc hắc, ma sứ đại nhân đúng là thông cảm cho chúng ta, lại cho chúng ta tiện nghi lớn đến như vậy. Đừng làm loạn. Một nữ nhân áo xanh cau mày, lạnh lùng nói. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản bọn họ đến thánh điện trung tâm, đừng gây chuyện. Bọn họ là nữ nhân của Hạ Thiên đấy. Ta không thích nghe lời này của ngươi. Một tiểu sinh mặt trắng âm trầm khiêu khích, nữ nhân của Hạ Thiên thì như thế nào? Chơi thì chơi, hắn làm gì được? Đúng đấy, ta chỉ chơi đùa, không lấy mạng bọn họ. Hán tử người thô cười rộ lên, ngay cả nước bọt cũng muốn văng ra. Dựa vào cái gì mà những mỹ nữ cực phẩm như vậy chỉ để cho một mình tiểu tử Hạ Thiên hưởng thụ. Gương mặt Nhiếp Tiểu Lý hiện lên sự chán ghét, nàng nói với hán tử người thô, đúng là buồn nôn. Ngu ngốc tự tìm đường chết. Dương San cũng lười phản ứng người này, Tiểu Lý, ngươi không cần tức giận.
Bọn họ đã là người chết. Ninh Nhụy Nhụy cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người, ai phái các ngươi đến. Không hổ danh là nữ nhân của Hạ Thiên, người nào cũng đều điên cuồng. Nữ nhân áo xanh cười khẽ, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng, tuy nhiên, chúng ta cũng không phải muốn đánh nhau sống chết. Cho nên không cần thiết phải huyên náo đến Dương Cung Bạt Kiếm đến như vậy. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói nhảm thì đừng nói, ra chiêu đi. Ha ha, nữ nhân này đúng là cay. Cố Kình Nhi, nàng ta thuộc về ta. Đạo sĩ Lôi Thôi há cái miệng rộng, phun ra một mùi khó ngửi, ngươi là nữ nhân của Hạ Thiên, còn danh hào lão tử là Trấn Thiên Tử, mệnh chung chú định ta phải thay Hạ Thiên làm nam nhân của ngươi. Ngươi chỉ xứng làm người chết. Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng trả lời. Thật sao? Trấn Thiên Tử cười ha hả, tuy nhiên, chết dưới hoa mẫu đơn cũng làm quỷ phong lưu. Thiên Tử, ta sẽ khiến cho ngươi khoái hoạt giống như thần tiên. Nói xong, thân hình ông ta biến thành một tàn ảnh lao thẳng đến Ninh Nhụy Nhụy. Đến hay lắm. Gương mặt Ninh Nhụy Nhụy ngưng lại, lộ ra sự khinh thường, bây giờ ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Mỹ nhân nhi, thượng thiên là được, Tây Thiên thì không cần. Thân ảnh đạo sĩ Lôi Thôi bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Ninh Nhụy Nhụy. Dương San và Nhiếp Tiểu Lý nhìn thấy, lập tức tiến lên muốn giúp Ninh Nhụy Nhụy, nhưng đã có hai người khác chặn các nàng lại. Cút sang một bên, Ninh Nhụy Nhụy quát lạnh một tiếng, giơ chân đá gã đạo sĩ Lôi Thôi. Gã đạo sĩ Lôi Thôi trong nháy mắt biến thành một tàn ảnh. Quả nhiên là hư chiêu. Sao? Tuy nhiên, Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút không ổn. Nàng ngửi được một hương vị rất cổ quái. Nàng lập tức cảnh giác, nín hơi thối lui về phía sau. Nhưng dường như đã muộn, Ninh Nhụy Nhụy giật mình, cảm thấy cơ thể của mình hình như trở nên chậm chạp. Thế nào, đây chính là định hồn hương do ta đích thân bào chế ra. Gã đạo sĩ Lôi Thôi lặng lẽ mỉm cười, chậm rãi đưa tay sờ vào phần gáy trắng nõn của Ninh Nhụy Nhụy, đẹp thật. Ta vạn lần nghĩ không ra hôm nay Trấn Thiên Tử ta lại có diễm, a. À. Còn chưa nói xong câu cuối, tay của ông ta đã bị đoạn mất, máu tươi bắn tung tóe. Không đợi ông ta kịp phản ứng, kiếm hoàn của Ninh Nhụy Nhụy đã nằm ngang cổ ông ta. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Gã đạo sĩ Lôi Thôi hoảng sợ vô cùng, không nghĩ đến tình thế lại thay đổi nhanh đến như vậy, đến mức ông ta còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Người rõ ràng đã trúng định hồn hương của ta, tại sao lại không có việc gì? Ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh, kiếm trong tay bỗng dưng đâm rách cổ họng gã đạo sĩ Lôi Thôi, trực tiếp tiến ông ta lên Tây Thiên. Ninh Nhụy Nhụy giết rất gọn gàng, linh hoạt, hoàn toàn không cho đối phương một chút cơ hội nào. Thật ra, ngay từ lúc mới bắt đầu, nàng đã cố ý dẫn đối phương đến, sau đó nhanh chóng giải quyết. Trấn Thiên Tử, tiểu sinh mặt trắng kinh hô một tiếng, chỉ một khắc phân thần, hắn ta lập tức bị Dương San nắm được sơ hở. Mặc dù Dương San không thích giết chóc, nhưng nàng biết hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, không dung được nàng nhân từ nương tay. Nàng kéo ra một đoạn dây đỏ, xoắn lấy cổ đối phương. Một sợi dây đỏ mà đã muốn giết ta. Khóe miệng tiểu sinh mặt trắng khẽ nhếch, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, thậm chí tránh cũng chẳng muốn tránh. Đưa tay bóp kiếm quyết, cắt thẳng vào sợi dây đỏ. Ha ha, đúng là buồn cười. Gương mặt hắn ra lộ ra vẻ khinh thường mà người thắng mới có, bởi vì hắn ta biết kiếm khí này chẳng những sẽ cắt đứt sợi dây đỏ, hơn nữa còn mượn dư thế đâm thủng cổ họng của Dương San. Nhưng một giây sau, hắn ta lại cảm thấy không được bình thường, sao? Sợi dây đỏ kia không bị cắt đứt, ngược lại còn chặt đứt kiếm khí của hắn ta. Tiếp theo. Đến cổ của hắn ta cũng bị chặt luôn. Một bên khác, Nhiếp Tiểu Lý đang cố hết sức ứng phó nữ nhân mặc áo xanh, hơn nữa còn rơi vào thế hạ phong. Khoan! Nữ nhân áo xanh thấy hai đồng bạn bị miểu sát trong nháy mắt, lập tức lựa chọn thu tay, rút lui mấy bước, nói với Ninh Nhụy Nhụy và Dương San, thật ra ta không muốn đối địch với các ngươi. Chúng ta đến ngăn cản các ngươi cũng là bị bắt buộc. Ai bức các ngươi? Ninh Nhụy Nhụy và Dương San cũng không dừng lại, phân hai vị trí bao vây nữ nhân áo xanh lại. Thật ra ta biết Hạ Thiên. Nữ nhân áo xanh thấy vậy, đành phải tiết lộ chút nội tình, tránh cho Ninh Nhụy Nhụy và Dương San không nói hai lời đã trực tiếp ra tay, ta tên Trần Phong Vận. Khi còn ở thành phố Thiên Hải,
ta là người hầu của Từ gia, đã từng gặp mặt Hạ Thiên, còn có Lam tiểu thư. Ồ, hình như ta có nghe Lam tỷ tỷ nhắc đến. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, lập tức nhớ lại, vậy các ngươi là người của ma tộc. Nữ nhân áo xanh cười khổ lắc đầu, không tính là vậy. Ta chỉ là sát thủ do ma tộc bồi dưỡng mà thôi. Cho dù là thế, muốn chúng ta thả ngươi cũng khó. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói, ai biết thả ngươi rồi, ngươi có thể tiết lộ kế hoạch của chúng ta cho ma tộc biết hay không, làm xáo trộn bố trí của chúng ta. Nữ nhân áo xanh do dự một chút, sau đó nói, bố trí của các ngươi thật ra chẳng có tác dụng gì. Mục đích của ma tộc hoàn toàn không phải ngăn cản các ngươi mở ra cánh cửa thông đến cực tiên mộ. Sở dĩ bọn họ phái người đến ngăn cản các ngươi cũng chỉ vì muốn tê liệt các ngươi mà thôi. Dương San hỏi, thế mục đích của ma tộc là gì? Nữ nhân áo xanh đáp, bọn họ muốn chính là mạng của Hạ Thiên. Ngươi đang nói nhảm. Ninh Nhụy Nhụy bó tay, thiếu chút nữa trợn trắng mắt, Hạ Thiên giết nhiều tên ngốc ma tộc đến như vậy, bọn họ muốn mạng của Hạ Thiên cũng không phải một hai ngày. Ý của ta không phải như vậy. Nữ nhân áo xanh lắc đầu, lập tức giải thích là ma tộc muốn mượn thời cơ mở cực tiên mộ để giết chết Hạ Thiên. Dương San nhanh chóng phát hiện hàm ý trong lời nói của người này, người đừng vòng vo, cũng đừng chơi trò bí hiểm, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Cụ thể thì ta không rõ lắm. Nữ nhân áo xanh lộ vẻ khó xử, chỉ là ta nghe nói, hình như bọn họ có chuẩn bị gì đó rất đặc biệt, muốn trong nháy mắt cực tiên mộ mở ra giết chết Hạ Thiên. Vậy ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng nói, để chúng ta khuyên Hạ Thiên đừng mở cửa cực tiên mộ. Nữ nhân áo xanh lắc đầu, ta không có năng lực đó, ta chỉ nhắc nhở để đổi lại cái mạng của ta mà thôi. Gương mặt Nhiếp Tiểu Lý hiện lên sự nghi ngờ, nếu bọn họ muốn Hạ Thiên mở cửa, vì sao lại vẽ vời thêm chuyện, còn phái người đến ngăn cản. Cái này thì có thể giải thích. Dương San một chút đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt bên trong, đây chính là bản chất của con người, nhất là người có cá tính giống như ông xã, người càng bảo hắn đi làm cái gì, hắn lại càng lười đi làm chuyện đó. Nhưng nếu người nhất định ngăn cản hắn làm gì, hắn ngược lại nhất định phải thử một chút. Đúng, Hạ Thiên chính là người như vậy. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, nếu ma tộc dốc hết biện pháp để Hạ Thiên đi mở cánh cửa đó, với tính cách của hắn, hắn lại càng không có hứng thú quá lớn đối với cánh cửa. Nhưng cuối cùng hắn cũng phải mở ra thôi. Nhiếp Tiểu Lý vẫn không thể hiểu được, kết quả chẳng phải giống nhau sao? Không giống. Ninh Nhụy Nhụy vô cùng kiên nhẫn giải thích, Hạ Thiên là một người cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần cho hắn thêm một giây, hắn cũng có thể cảm nhận được sự dị dạng của cánh cửa. Cho dù hắn cảm giác không ra, cung chủ thiên cung, còn có vũ cơ tỷ tỷ hẳn cũng có thể phát hiện ra được. Dương San gật đầu bổ sung, cho nên ma tộc mới phái người ngăn cản, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không buông tha. Điều này cũng giải thích cho nguyên nhân vì sao người được phái đến lại củi mục đến như thế. Biểu hiện trên mặt Ninh Nhụy Nhụy cũng trở nên thoải mái hơn, ánh mắt tiện thể nhìn nữ nhân áo xanh một chút. Gương mặt nữ nhân áo xanh lộ ra vẻ xấu hổ nhưng lại không cách nào phản bác. Bọn họ thật sự là người có thực lực kém cỏi nhất dưới cờ ma tộc. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhiếp Tiểu Lý hỏi. Nhiếp Tiểu Lý suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra tín phù. Đang định sử dụng, nàng bỗng nhiên ném một ánh mắt cho Dương San. Dương San ngầm hiểu, nhanh chóng giơ tay lên. Khoan đã. Nữ nhân áo xanh cũng đưa tay định giải thích. Ta có thể, lời còn chưa nói hết, cổ tay của Dương San đã chặt trúng phần gáy của nàng ta. Đương nhiên, Dương San chỉ đánh choáng nữ nhân áo xanh, cũng không phải muốn mạng của nàng ta. Chúng ta đi thôi. Ninh Nhụy Nhụy cũng không phản đối điều này, chúng ta đến thánh điện trung tâm rồi hãy nói. Thế nàng ấy thì sao? Cứ ném ở đây. Nhiếp Tiểu Lý chỉ nữ nhân áo xanh đang ngất xỉu, nếu chẳng may nàng ta tỉnh lại, đi báo tin cho người của ma tộc thì làm sao bây giờ? Dương San mỉm cười, thuận miệng nói, yên tâm đi, chờ nàng ta tỉnh lại, mọi việc khẳng định đã kết thúc rồi. Nàng ta không thể cáo mật, mà cũng chẳng có mật để cáo. Ninh Nhụy Nhụy đáp, chúng ta làm chính sự quan trọng hơn, không nhất thiết phải tốn nhiều thời gian trên người nàng ta. Cũng đúng. Nhiếp Tiểu Lý cũng không do dự nữa. Ninh Nhụy Nhụy đầu tiên gửi tín phù cho Dạ Ngọc Mị, báo cáo tin tức mà nữ nhân áo xanh đã nói,
sau đó cùng với Dương San và Nhiếp Tiểu Lý đến thánh điện tàn cảnh. Bí cảnh thiên cung, ẩn núp tại một góc khuất nào đó, ngoài mặt chỉ là một đỉnh núi bình thường chẳng có gì lạ. Thật ra, đây là một viện tử có đặt kết giới, ngoài viện có một hàng thủ vệ áo đen che mặt. Lúc này, trong phòng khách đang có bốn người đang bàn bạc với nhau. Lai lịch những người này không đồng nhất, có người là người trong bí cảnh, có người từ bên ngoài tiến vào, cũng có người từ hai bí cảnh khác đến. Nhưng bọn họ có một đặc điểm giống nhau, chính là vì Hạ Thiên. Trong những người này có dư nghiệt của Lục Ma Đài, cũng có tàn đảng tiểu tiên giới không muốn khuất phục Hạ Thiên, còn có cửu nhân Hạ Thiên không biết trêu chọc từ lúc nào. Bọn họ sở dĩ gom cùng một chỗ chính là muốn một kích giết chết Hạ Thiên bên trong bí cảnh. Lần hành động này lấy Lục Ma Đài chúng ta làm chủ. Một nam nhân trung niên gương mặt hèn mọn chậm rãi nói, hết thảy dựa theo kế hoạch của ta mà làm. Nếu xảy ra sai lầm, chỉ sợ không những không giết được Hạ Thiên, ngay cả các ngươi cũng vạn kiếp bất phục. Những người khác ngược lại không có ý kiến, chủ yếu nơi này là sân nhà của ma tộc, những người khác không có quyền lên tiếng. Cầu tiên sinh nói phải. Lão phụ nhân có gương mặt tiều tụy nhìn không được liền nói, nhưng ngươi bảo chúng ta phái người đến hai bí cảnh khác chặn đường đám nữ nhân của Hạ Thiên, làm như vậy có ý nghĩa gì đâu chứ? Không sai. Nam nhân trung niên mặt trắng không dâu nhìn không được phụ họa, chỉ bằng trực tiếp phái người đi giết toàn bộ nữ nhân của Hạ Thiên, sau đó tự chúng ta canh chừng cánh cửa không phải tốt hơn sao? Ánh mắt vị cầu tiên sinh kia tràn ngập sự tức giận, không chút khách sáo quát to, muốn giết nữ nhân của Hạ Thiên, các ngươi có bản lãnh đó sao? Cái này, những người khác cũng tức giận, chỉ là vô pháp phản bác. Không cần thiết phải sinh nhiều chuyện. Cầu tiên sinh lạnh lùng nói, nữ nhân của Hạ Thiên cũng không dễ đối phó đâu. Ngay cả thần tướng liên minh tu tiên phái đến cũng bị bọn họ giết chết, các ngươi có thể làm được cái gì? Lão phụ nhân nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ cứ như vậy mà để bọn họ mở ra cực tiên mộ? Cho dù giết không được bọn họ, liều chết ngăn cản bọn họ cũng được mà. Người thanh niên giống ninja dùng vốn tiếng Trung cứng ngắc của mình nói tiếp, vì sao phải làm bộ cản trở? Đây không phải người Hoa các ngươi thường nói cởi quần đánh giắm sao? Cửa cực tiên mộ không dễ dàng mở như vậy đâu. Nữ đạo sĩ áo bào tím mỉm cười nói, chẳng những phải thiên thời địa lợi nhân hòa, hơn nữa còn phải có linh lực cực lớn chèo chống, thiếu một thứ cũng không được. Trước mắt mà nói, dựa theo số người ít ỏi của chúng ta, chút linh lực đó hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có Hạ Thiên cùng nữ nhân của hắn đồng tâm hiệp lực thì mới làm được. Vậy tại sao nhất định phải mở cánh cửa đó ra? Lão phụ nhân khi nói chuyện chỉ toàn nghiến răng, hận ý lúc nào cũng tràn đầy, ta chỉ muốn làm thịt Hạ Thiên báo thù cho chồng của ta, còn có đám cháu của ta nữa. Gã thanh niên ninja cũng hùa theo, không sai, ta đến đây cũng là muốn giết Hạ Thiên, báo thù thay cho hai vị tiền bối ninja đảo quốc. Kính chỉ thượng nhẫn, viên lão phu nhân, nếu các ngươi có bản lãnh giết Hạ Thiên, vậy thì các ngươi đi giết đi. Cầu tiên sinh khinh thường nói, không cần ở đây nói nhảm cho cậu mỗ nghe. Bây giờ ta cho người đưa các ngươi đến trước mặt Hạ Thiên ngay. Khi ông ta nói ra những lời này, những người khác lập tức im bặt. Nếu có thể giết, bọn họ đã giết từ lâu. Cũng bởi vì giết không được, cho nên bọn họ mới đến đây, mượn lực lượng ma tộc giết chết Hạ Thiên. Cát tiên cô, người thì sao? Cầu tiên sinh lại quay sang nhìn nữ đạo sĩ áo bào tím. Nữ đạo sĩ áo bào tím cười nhạt một tiếng, bần đạo tất nhiên nghe theo cầu tiên sinh sắp xếp rồi. Vậy thì tốt. Cầu tiên sinh hừ lạnh một tiếng, chúng ta đã sớm hai tay sắp xếp. Ông ta nhìn sắc mặt của mọi người một chút, sau đó chậm rãi nói tiếp, ma khôi âm tiên sinh đã đi dò xét Hạ Thiên. Nếu hắn ta thắng, hắn ta sẽ mang Hạ Thiên đến. Đến lúc đó Hạ Thiên sẽ mặc cho chúng ta xử trí. Nữ nhân của Hạ Thiên cũng do các ngươi giết. Nếu hắn ta thua, chúng ta cứ theo kế hoạch của ta mà làm. Nữ đạo sĩ áo bào tím khen một câu, ma khôi âm thế cực nghe nói là một trong ba cao thủ đỉnh tiêm của bí cảnh thiên cung. Đối phó Hạ Thiên, hẳn sẽ dễ như trở bàn tay. Nếu âm thế cực ra tay, Hạ Thiên nhất định sẽ chết. Lão phụ nhân cũng hùa một câu. Một lát sau, có người đến báo cáo, hồi bẩm cầu giáo chủ, ma khôi và long tổ đều đã bại. Hơn nữa còn chết trong tay Hạ Thiên. Những người có mặt trong phòng không khỏi biến sắc.
Ngay cả Ma Khôi và Long Tổ mà còn chết trong tay Hạ Thiên, dựa vào mấy người bọn họ đích thật chẳng có chỗ để lên tiếng. Biết rồi. Sắc mặt Cầu Tiên Sinh không thay đổi, lạnh nhạt hỏi, thế Hạ Thiên đâu? Hắn đang tiến vào thánh điện trung tâm bí cảnh. Người đến trả lời. Được rồi, tiếp tục dò xét. Cầu Tiên Sinh vẫy lui người này, sau đó nói với những người khác, cứ theo kế hoạch của ta mà chấp hành, tiến hành giai đoạn thứ hai. Các ngươi dựa theo kế hoạch của mình mà làm việc. Lúc này, những người kia cũng không có ý kiến, rõ. Các ngươi không cần nản chí. Cầu Tiên Sinh mỉm cười, Hạ Thiên càng lợi hại, cơ hội thành công của chúng ta lại càng cao. Chỉ cần các ngươi dựa theo kế hoạch mà làm việc, đến lúc đó Hạ Thiên sẽ chết trước cửa. Linh khí chất chứa trong môn chính là của chúng ta. Tiếp theo, ông ta lạnh giọng cảnh cáo, nhớ kỹ, đừng làm loạn. Tam giới cộng minh là thời điểm mấu chốt mở ra cực tiên mộ. Nếu các ngươi dám làm hỏng chuyện này, không cần Hạ Thiên ra tay, ta cũng có thể tiêu diệt các ngươi. Giải tán đi. Biểu hiện của mọi người khác nhau, lĩnh mệnh mà đi. Khoan đã, Cát Tiên Cô, ngươi lưu lại một chút. Cầu Tiên Sinh bỗng nhiên gọi lại nữ đạo sĩ áo tím. Nữ đạo sĩ áo tím quả nhiên dừng bước, chờ mọi người đi hết mới quay người hỏi, Cầu Tiên Sinh, ngươi có gì dặn dò hay không? Hạ Thiên háo sắc, chắc ngươi cũng biết. Ánh mắt Cầu Tiên Sinh thâm trầm nhìn nữ đạo sĩ áo tím, cho nên, ta cần ngươi giúp một chút, ngươi cho mượn cơ thể của ngươi để gieo một vật cho Hạ Thiên. Cơ thể của ta? Lông mày nữ đạo sĩ áo tím cao lại, bần đạo là người xuất gia, tu chính là ngọc nữ tâm pháp, đến nay vẫn là hoàn bích chi thân. Lời này của ngươi là có ý gì? Cầu Tiên Sinh thản nhiên đáp, yên tâm đi, sau khi phá đạo pháp của ngươi, ta sẽ bồi thường một môn công pháp vô thượng cho ngươi, cam đoan tu vi của ngươi ít nhất sẽ tăng hai cảnh giới. Được, bần đạo đồng ý. Nữ đạo sĩ áo tím cũng biết được chút chuyện, liền nói, nhưng tư sắc của ta bình thường, Hạ Thiên sẽ không nhìn ta. Điều này ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị. Cầu Tiên Sinh giống như đã tính trước kỹ càng, chậm rãi lấy ra một viên đan dược màu đỏ, ngươi chỉ cần uống viên đan dược này là được. Đến lúc đó, Hạ Thiên nhìn thấy ngươi, hắn tất nhiên sẽ yêu ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 190.